Chị trời ơi. Alo mấy chị, alo mọi người nha. Mấy chị thấy em không? Mấy chị ơi thấy em không? Mấy chị ơi thấy em không mấy chị? Mấy chị ơi thấy em không? Hello, thấy em không có chị? Chị trời ơi. Không có xem được cái thấy em không có chị, chấm chấm giùm em thử đi. Chấm chấm lên giùm em thử nha mọi người nha. Thấy em không? Thấy em không? Mệt quá chị ơi, sáng rồi mệt lắm. Nói sáng em đi like mà, sáng đi like mà học 50 cái màu trắng đen không, không có em ơi, không có như Khánh Châu. Thấy chưa, thấy chưa, nhức đầu mấy chị. Hello hello nha, bữa nay rất là rẻ cho mọi người luôn. Chị em nào thấy em chấm chấm lên giùm em cho nó có tương tác chứ. Bữa nay người ta sale mã nào em gom sale hết cho mấy chị nha. Đó đúng rồi. Bữa nay có mã nào em gom sale cho mấy chị mã đó nha. Hello quá trời đẹp luôn, ai còn nhớ mã này, mã hôm mai này. Cái này mở ngồi hồi bữa đó mà em đi live á, em like cho mấy chị ở ngoài á, mấy cái mã này ở ngoài bán cho mấy chị toàn là 150 cho tới 180 ngàn, tầm 180 bạc một đôi lận nha mấy chị. Hoa đang sale này mọi người, mã này á, là hoa mai này này. Hoa mai này coi thử có size bao nhiêu, có size bao nhiêu. Hoa mai trắng với đen, quên kem với đen nha mấy chị nha. Hoa mai này mấy chị đẹp quá ha, hoa mai nha. Nhưng mà mấy chị em nói với chị nghe này, cái mã này á, ví dụ như bình thường mấy chị mang 35 thì comment em size 36, mà mang 36 comment 37, mà mang 37 comment 38, mang 38 comment 39, mà mang 39 comment size 40. Có nghĩa là mình tăng lên một size thì nó mới vừa. Còn mấy chị mà lấy đúng size là nó sẽ bị chật đó nha mọi người nha. Cho nên mấy chị tăng lên giùm em một size ha. Bình 36, 37, 38, 39 hả? Màu đen hả? Cái này hoa mai màu đen có size 36, 37, 38, 39. Mấy chị lưu ý giúp em này. Ví dụ như mình mang 35 á, thì mấy chị comment em là hoa mai đen size 36. Mà mang 36 thì comment chị em là 37 ha. 37 thì comment 38. 36, 37, 38, 39 hả? Rồi còn 3, 38 thì lấy chị em lên chị em là thành 39. Cái đôi này giá của nó là mấy bữa em gom với chị giá sale 125 ngàn một đôi. Hôm nay chị nào lấy em gom cho mấy chị giá sale còn có giá là 67 ngàn một đôi thôi mọi người ơi. Rẻ kinh khủng chưa, rẻ toàn nửa giá không mấy chị. Cho nên là mấy chị tranh thủ nha mọi người nha. Mấy chị tranh thủ đi mấy chị ha. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Còn màu kem thì có size là 37, 38, 39, 40. Màu kem có size 37, 38, 39, 40 nha mấy chị nha. Màu kem có size 37, 38, 39, 40. Nhớ tăng một size, bình thường mang 35 á thì lấy 36, mà mang 38 thì lấy 39 giùm cho em. Màu trắng là quên, màu kem là 37, 38, 39, 40. Nhanh nha mấy chị nha, nó có mấy đôi thôi. Rẻ một nửa giá. Thay vì á em ra ngoài em mua cho mấy chị á, tại vì em nếu mà mình không mua tại kho của nó nha, là người ta bán rất là cao luôn, ở ngoài bán 100 120 cho tới 180 bạc một đôi, tùy tùy đôi mấy chị. Bữa nay em gom cho mấy chị còn có giá là 67 ngàn à. Đừng có tiếc mấy chị, nhanh tay nha mọi người nha, đừng có tiếc tha. Lên màu giùm em, Thúy Nguyễn lên màu. Màu kem 36 không có. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em nha mấy chị nha. Cho chị trà, cho chị My Kiều đen 40. Rồi mấy chị nha. Đen ri 38 hoa mai. Đen đen cho chị Thu Nguyễn hoa mai 38. Rồi nha mấy chị nha. Cho chị Hằng Nguyễn luôn. Không có nha chị Cỏ Mai ơi. Hello chị Huỳnh Nguyệt nè. Đen 36, 37, 38, 39, 67 ngàn nha mấy chị. Còn màu kem nha mấy chị, Thuy Nguyễn là màu đen 39.
Còn màu kem này mấy chị, màu kem là 37, 38, 39, 40 luôn. Màu kem là 37, 38, 39, 40. Ân kem lấy kem mà ân đen lấy đen dùm cho em nha mấy chị. Trời ơi, có 67 ngàn một đôi à. Rất là rẻ luôn nha mấy chị nha. Rất là rẻ. Chị em nào lấy lên đơn ha. Rất là rẻ luôn. Cho chị Lê Ngọc Hà luôn. Đen hoa mai 37 luôn. Cho chị Lê Ngọc Hà luôn. Hoa đen 37 nha mấy chị nha. Đen em có size 36, 37, 38, 39 thôi. Nhưng mà nhớ tăng một size. Ví dụ bình thường mình mang 36 thì mấy chị gửi chị em là hoa mai đen 37. Bình thường mang 37 thì gửi chị em là hoa mai đen 38. Bình thường mang 38 thì gửi chị em hoa mai đen 39 nha mấy chị nha. Còn màu kem cũng vậy luôn. 36, màu đen là 37, 38, 39, 40 luôn nha mấy chị nha. Hai đôi hai màu cho chị Nguyễn Nhung luôn. Cho chị Nguyễn Nga hoa mai kem luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Màu đen 36, 37, 38, 39. Nhưng mà màu kem thì còn 37, 38, 39, 40. Nhớ tăng một size nha mọi người. Mấy chị mà ghi đúng size á, là nó sẽ bị chật á. Bình thường mình mang 38 thì lấy 39 giùm em. Đen 38 cho chị Nguyệt Hình luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Đen 36, 37, 38, 39. Kem 37, 38, 39, 40. Kem 37, 38, 39, 40. Chị nào lấy lên giùm em ha. Chỉ có giá 67 ngàn thôi nha mọi người. Êm lắm mấy chị coi này ha. Rất là êm luôn. Coi này mọi người, rất là êm luôn nha mấy chị nha. Đen hoa mai 38, kem hoa mai 38 cho chị Nguyễn Trang luôn. Chỉ có giá 67 ngàn. Chị nào lấy nói em lấy luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy nói em luôn nha mọi người nha. 67 ngàn, 67 ngàn. Chị nào lấy lên đơn nha mấy chị. Màu đen 36, 37, 38, 39. Màu kem 37, 38, 39, 40. Nhớ tăng một size nha mấy chị nha. 67 ngàn. Nhớ tăng một size giùm em. 67 ngàn nha mấy chị. Có 67 ngàn à. Chị em nào lấy lên đơn nha mọi người. Chị em nào lấy lên đơn ha. Rẻ mà im lắm mấy chị, bền nữa nha mấy chị nha. Rẻ bền mà êm lắm nha mọi người nha. Chị em nào lấy lên đơn giùm em ha. 36, 37, 38, 39. Màu đen là 36, 37, 38, 39. Màu kem là 36, 37, 38, 39 luôn. 67 ngàn một đôi. Quá rẻ. Chị em nào lấy lên đơn nha mấy chị. Chị em nào lấy lên đơn ha. Rồi nha mấy chị nha. Màu kem nữa, chị nào lấy màu kem lên chị em màu kem. Màu kem nữa nha. Đưa cho chị cái mã giúp Lào. Ôi ôi, giúp Lào bữa nay á, là mấy chị biết bình thường á, là tới 39 thôi đúng không? Không, bữa nay tới 40 nha. Bữa nay á, họ kho người ta có ra tới 40 lần cho nên thích lắm. Nè mấy chị. Đen 37, đen hoa cúc hả? Mấy chị nhớ ghi mã giùm em nha. Đây, giúp Lào, giúp Lào, giúp Lào. Đen, kem 39, đen 37 cho chị Mai Nguyễn. Nhớ tăng một size nha mọi người. Không tăng size là nó bị chật á mấy chị ơi. Nhớ nha, phải tăng size. Không tăng size là nó bị chật á nha mọi người nha. Không tăng size là nó sẽ bị chật ấy. Đây nè mọi người ơi. Đây nè mọi người ơi. Giúp Lào. Giúp Lào á là cũng tăng một size giùm em. Giúp Lào mang em lắm Thủy, cảm ơn chị nhiều. Giúp Lào em bán cực kỳ chạy luôn. Giúp Lào chỉ có 39 ngàn một đôi, đế cao 3 phân. Thứ nhất á là cái đôi giúp Lào này mấy chị, mình mang nó vừa trắng này, nó vừa sạch, nó vừa sang cái chân. Nó không có giống như giúp Lào bệt. Bệt thì mấy chị mang á là mình cảm thấy là nó bình thường, nó bình thường lắm. Nhưng mà giúp Lào cao á là vài kem 40 đen 38 với chị Mai Nguyễn. Kem 40 có 1 đôi này. Kem 40 này. Cả họ về lấy cho chị Mai Nguyễn ơi. Dạ ok chị, nhớ tăng size nha chị nha. Em nói đi nói lại với chị rất là nhiều lần luôn. Cái này em nói tăng với chị tăng giúp em ha. Tại vì em bán nó nhiều lắm rồi cho nên em rất là rành size. Màu đen cho chị Nguyễn Ánh luôn. Mấy chị nghĩ đi, có 67 ngàn à. Im rất là im luôn á. Bây giờ em nói với chị nghe nè, 67 ngàn uống ly trà sữa cũng hết. Mang đôi dép với bà mang tới mấy tháng. Tôi nói thiệt có bèo lắm cũng được mấy tháng đi. Cái bà mang đi ra đi vô đi tới đi lui. Nói gì cho mấy đứa nhỏ shop em nó mua mấy cái này nó mang biết mấy năm luôn á. Nhưng mấy chị nó mang lâu lắm. Tại vì họ cứ mang rồi đi vậy thôi chứ đâu có làm gì nữa đâu. Mà nó đút nguyên chiếc nha mọi người. Cái này là nó đút nguyên chiếc chứ cũng phải dán keo dán bọng gì hết. Cho nên cũng chẳng có phải sợ là Thủy ơi nó có bị hở keo, nó đút keo hay không. Coi này, này nó đút nguyên chiếc luôn. Mấy chị thang nó đút nguyên chiếc luôn. Cái đế nó rất là êm luôn. Mấy chị coi này, mà có 67 ngàn à. Rất là rẻ luôn nha mấy chị nha. Rồi mấy chị lấy giúp Lào lên cho em. Giúp Lào này, đế cao 3 phân nha. Hàng đè luôn á. Mấy chị nha, để mấy ngày rồi chốt đơn sao chưa nhận được em ơi. Vậy hả? Có thể là hàng nó bị thiếu một hai món gì đó. Hàng nó chưa duyệt kịp, nó chưa có đi đơn kịp với chị Xuân Vũ ơi. Đợi giùm em thêm một hai hôm nữa chắc chị nhận á nha. Tại vì hàng á là em gửi về hàng ngày luôn á. Em gửi về hàng ngày luôn á chị.
ha. Rồi, nè mấy chị, dép Lào cao màu đỏ có size 36, 37, 38, 39, 40. Bữa nay có 40 rồi. Bình thường không có 40, nhưng hôm nay có size 40 mọi người ơi. Ghiền chưa? 36, 37, 38, 39, 40. Nhưng mà lưu ý nè, mang 37 lấy 38, mang 38 lấy 39, mang 39 lấy 40, có nghĩa mình tăng lên một size giùm em. Phương Đoàn, dép Lào không có màu cam, cái này là màu đỏ đó chị, màu đỏ nha, màu đỏ ở ngoài đẹp hơn trên like, không đẹp hơn trên like cho trả hàng nha. Màu đỏ 36, 37, 38, 39, 40. Trời ơi, xuống ghê với bà ơi. Bữa nay có tới 40 cho mấy chị nào mà chân hơi to hơn á. Màu đen 36, 37, 38, 39, 40. Quá trời đẹp luôn. 39.000 một đôi thôi nha mấy chị, 39.000 một đôi thôi. Màu đen 36, 37, 38, 39, 40. Quá đẹp luôn. Đế cao 3 phân nha. Nó vừa sạch, nó vừa đẹp. Mang trong nhà cũng đẹp cũng sang. Mang đi ra ngoài cũng đẹp cũng sang. Mang đi uống cà phê cũng đẹp cũng sang. Mang đi chợ đi búa cũng sang. Hoặc là kể cả mấy chị nào mà có xe hơi á, bỏ vô xe hơi mấy chị mang á, là mấy chị biết sao, nó sạch cái chân lắm, với lại nó thoải mái cái chân lắm. Rồi mấy chị đi làm ở công ty mấy chị mua thêm, bỏ lên công ty mấy chị tháo giày ra mấy chị mang mấy cái này cho nó thoải mái nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn hả. Cảm ơn nghe Trần Nga rất nhiều nha. Cảm ơn Trần Nga này. Rồi xanh dương, ở xanh ngọc 36, 37, 38, 39, 40, 39.000 một đôi đó. Xanh ngọc nha, cái màu đó là màu xanh ngọc nha. Rồi còn cái này là màu xanh dương 36, 37, 38, 39, 40, đẹp không? Xanh ngọc, xanh dương nha, màu nào cũng đẹp. Mấy cái màu này mang lên nó rất là trắng chân nha mọi người. Màu vàng nữa này mọi người, màu vàng 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Chị nào ưng vàng lên vàng giùm em. Vàng 36, 37, 38, 39, 40 luôn nha mấy chị, 39.000 một đôi. Rồi màu trắng nha, màu trắng là 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Màu trắng nữa nha mấy chị, ưng màu nào nhớ lên màu giùm em nha mấy chị nha. Có 39.000 à, bữa nay tới 40 lần. Bữa nay có size tới 40 lần nha mọi người. Bữa nay có size tới 40 lần. Bình thường á, mua đủ màu shop rồi nha. Ai vậy hả? Cảm ơn chị nhiều. Rồi nha mấy chị nha. Dép Lào 38 cộng 40 đen. Mấy chị nhớ tăng size nha mọi người. Trời ơi, cái màu trắng này. Màu trắng 36, 37, 38, 39, 40. Chị nào ân lên giùm em ha. Màu trắng 36, 37, 38, 39, 40. Chị nào ân màu nào lên cho em màu đó. Màu trắng 36, 37, 38, 39, 40. Đó. Màu xanh dương. Đó, nó có màu tím nữa. Màu tím nữa, còn màu tím nữa đâu. Màu tím nữa. Đây nè mấy chị, màu xanh dương nè, 36, 37, 38, 39. Màu trắng 36, 37, 38, 39. Wow, đẹp quá. Màu vàng 36, 37, 38, 39. Có 39.000 một đôi thôi nha. Màu xanh ngọc 36, 37, 38, 39. Đó. Màu đen 36, 37, 38, 39. Và màu đỏ 36, 37, 38, 39. Chị nào lại lên giùm em. Màu đỏ 36, 37, 38, 39 ha. Rồi, màu tím. Thêm trắng 2 đôi 36, 40, ok chị. Màu tím 36, 37, 38, 39 luôn. Chị nào lấy màu tím lên chị em màu tím. Màu tím 36, 37, 38, 39 luôn. Chị nào lấy màu tím lên giùm em màu tím nha. Chỉ có giá 39.000 một đôi nha mấy chị. Nó vừa rẻ, nó vừa đẹp, nó vừa bền, mình mang nó vừa lâu nữa nha mấy chị nha. Màu tím ha. Dép màu vàng 38, màu xanh ngọc 38, ok chị. Xanh dương 38, màu đỏ 40, dạ ok chị. Hai đôi 38, 40, ok chị. Màu tím 36, 37, 38, 39, 40. Ui, bữa nay tới 40 luôn, đập sướng cái miệng ghê luôn mấy chị. Màu vàng 36, 37, 38, 39, 40. Quá đẹp luôn, mấy chị thấy không? Rồi, màu xanh xanh ngọc 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Đó. Không có màu cam, màu đỏ nha mọi người, chứ không có màu cam đâu nha. Cái này là màu đỏ mà đi vô trong hình đó. Nó hơi chán sáng đó mấy chị. Cái này là màu đỏ nha mọi người nha. Màu đỏ giùm em. Màu đỏ 36, 37, 38, 39, 40. Rồi xanh dương 36, 37, 38, 39, 40. Chỉ có giá 39.000 một đôi nha mấy chị. Rồi màu đen 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Rồi màu trắng 36, 37, 38, 39, 40 luôn. 39.000 một đôi, chị nào lấy lên giùm em ha. 39.000 một đôi, chị nào lấy lên giùm em. Nguyễn Nga lên số size nha Nguyễn Nga ơi, lên số size. Màu trắng 36, 37, 38, 39, 40. Đó ha. Màu vàng 36, 37, 38, 39, 40. Xanh ngọc 36, 37, 38, 39, 40. Ui đẹp quá. Em cực kỳ thích màu này nha. Rất thích màu này luôn. Rồi, màu đỏ 36, 37, 38, 39, 40. Đó. Rồi, xanh dương 36, 37, 38, 39, 40. Trời ơi, mấy cái màu toàn màu đẹp không mấy chị ha. Xanh dương 36, 37, 38, 39, 40. Màu đen nữa này mọi người. 36, 37, 38, 39, 40. Quá trời, quá đất đẹp luôn. Màu đỏ, màu đen, ok chị. Còn màu tím nữa. Màu tím mộng mơ. Xanh ngọc trắng 40 rồi, ok mấy chị. Nhớ tăng màu size nha. Ví dụ như bình thường chị mang 39 thôi, lấy 40. Bình thường mang 38, lấy em 3 size 39. Có nghĩa mình tăng lên một size ha. Mỗi màu 5 đôi lấy sỉ hả? Ok chị. Rồi, nhưng mà nói trước nha, sỉ lẻ bằng giá luôn nha chị.
Rồi nha mấy chị nào lấy giùm em ạ. À, đủ size như em dạ ok, nhưng mà em nói trước nha là em mắng bằng giá, em không giảm giá đâu nha chị nha, 39.000. Tại vì em nói thiệt luôn, một đôi em lời được 2.000, cho nên là chị mua giá sỉ hay giá lẻ gì cũng giá này luôn nha. Em nói trước chị muốn mua mấy ri kệ chị, nhưng mà em bán là 39.000 một đôi nha chị nha. Một ri của nó là 5 đôi á, cho nên là em cứ bán theo giá em đang bán ha. Rồi chị em nào lấy lên giùm em ha, màu tím 36 37 38 39 40. Rồi chị nào lấy lên giùm em ông tím lấy tím nha mấy chị nha. Ok chị lấy chỗ khác tặng 50k em, trời ơi dữ gì hả. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha, màu tím ha. Rồi màu đỏ này nha mấy chị nha, màu xanh ngọc này, rồi màu vàng này, rồi màu trắng này, tím 39 ok chị, màu đen. Rồi nha mấy chị nha, quá đẹp luôn. Rồi màu xanh 36 37 38 39 40 luôn. À tới 40 mấy chị nha, quyền mấy bữa bán có tới 39 không có sao 40. Rồi nha mấy chị nha, mua đen 37 ok chị, màu tím 39, màu tím đẹp mà. Màu tím có chị nào mà ưng thích màu tím không? Lấy màu tím nha mấy chị, hoa cúc kem 37 cho chị Nguyễn Ánh luôn. Rồi ok chị. Rồi màu tím 36 37 38 39 40. Màu tím 36 37 38 39 40. Rồi 39.000 một đôi, lên đơn nha mọi người nha, lên đơn ha. Rồi nha mấy chị nha, lên tiếp giùm em cái sandal này nè. Sandal này nè mấy chị, sandal chéo nè, qua có gắn cúc để chống trơn chống trượt, qua có gắn cúc để chống trơn chống trượt chùm chim. Màu hồng có size 37 38 39 40. À, màu hồng có size 36 37 38 39 40. Đôi này mấy hôm em gom mấy chị là đúng giá 145.000 một đôi, không mẻ một xu nha mọi người nha, không mẻ một xu giùm em nha mấy chị nha. 36 con 37 38 39 40. Nhưng mà mấy chị cái size này á, nó cũng hơi nhỏ, cho nên là mấy chị phải tăng một size giùm em. Ví dụ như bình thường mấy chị mang 38 á, thì lấy cái đôi này 39, mà mang 39 thì lấy 40 giùm em nha. Gửi chị em là sandal chéo màu hồng 36 37, ở lộn không có 36, 37 38 39 40. Giá của nó này mấy chị, giá của nó này 145.000. Bữa nay em săn sale cho mấy chị chỉ còn có giá này mọi người ơi, 59.000. Trời ơi xin lỗi nha, 59.000 mà mấy chị nhận hàng gì không đẹp em cho mấy chị trả hàng, mang lên chân không cưng không dễ thương em cho mấy chị trả hàng nha mọi người. 145.000 lần á, mà bữa nay kho nó sale kinh khủng luôn, kho sale còn 59.000. chị nào ưng lên giùm cho em nha mấy chị nha, ghi rõ giùm em là sandal chéo màu hồng kèm size, sandal chéo màu hồng mấy chị nghĩ đi, 59.000 thiệt sự mấy chị, 59.000 rớt nước mắt luôn á mọi người, tại vì nó rất là rẻ, qua nó có gắn cúc luôn mà cực kỳ im chân nha, rất là im chân luôn á mấy chị, cho nay hết là nó bỏ mẫu luôn á mấy chị, nay nó không còn ra nữa, cho nên là sẽ không có hàng nữa nha mấy chị nha. Đặt hàng lên mã chị ơi, chứ chị ghi chữ đen size 38 đố chị em biết chị lấy cái gì luôn á. Rồi chị nào lại lên giùm em ha, ghi cho em là sandal chéo màu hồng 37 38 39 40. 59.000 chị nào lại lên đơn nha mọi người nha, 59.000 chị nào lại lên giùm em ạ. Không có 36 nha Suri ơi, cái này không có 36, hết rồi, kho hết rồi. Rồi nhà mấy chị nha, hết 36 rồi chị ơi, không còn. Cái này người ta hết rồi, người ta còn 37, 38, 39, 40 thôi. Chị nào lấy thì ghi giùm cho em nha mấy chị, 37, 38, 39, 40. Mấy cái màu này nó còn sai nha. Ghi cho em là sandal hồng nha mấy chị, sandal hồng 37, 38, 39, 40. Sandal hồng 37, 38, 39, 40 chỉ có giá là 59.000. Trời ơi, rẻ quá trời rẻ luôn, 59.000. Rất rẻ luôn nha mọi người nha, rất rẻ luôn. Chị em nào lấy thì lên đơn nha mấy chị nha, sandal chéo màu hồng 37 38 39 40. À, cho chị Hoàng My kìa, Hoàng My 38 này, 37 38 39 40. Chị nào lấy lên giùm em ha, sandal chéo màu hồng 37 38 39 40. Chị em nào lấy lên đơn nha mọi người nha, sandal chéo màu hồng 37 38 39 40. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Zip lào tím 40, hai nón đen Adidas ok chị Nguyễn Duyên này. Chị nào lấy lên giùm em ha, gửi chị em là sandal chéo màu hồng 37 38 39 40. 37 38 39 40. Nhớ tăng một size. Bình thường mang 37 thì lấy 38, mà mang 36 thì lấy 37 giùm em nha. Mang 36 thì comment em size 37, mà mang 37 comment 38, mang 38 comment 39, mà mang 39 thì comment size 40. Chỉ có giá là chỉ có giá là 59.000. Rồi chị nào lấy sandal lên giùm em sandal nha. Rồi qua mẫu dép lào đen 39 ok chị, chị nào lại lên giùm em nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em nha mấy chị nha.
Rồi nha mấy chị nha, xanh đan hồng 37 ok chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ha. À, chuột hồng, chuột đen còn sao nha. Hả? Rồi nha mấy chị nha, chuột đen. Tím size 38. Và size 40 vàng 38 và 40 đen 39. Giúp Lào á, ánh hình á. Xanh thanh hồng 39 cho Nguyễn Nhung luôn. À, ánh hình là giúp Lào ha. Rồi nha mấy chị nha. Con chuột này cưng không? Trời ơi, đã không? Nha mấy chị nha. À, chuột em có size 38, 38 với 40 hả? Rồi, chuột em có size 38 và 40. Chị nào lấy chuột lên chuột giùm em nha. Chuột đen có size 38 và 40, chuột hồng. Chuột đen có size 38 và 40, 125.000 gom sale mã này. Mã này còn có mấy đôi rồi mấy chị. Chuột hồng chỉ còn size, chuột hồng còn 38 và 40. Này nó còn ở mấy đôi thôi nha mấy chị nha. Còn cái này là còn size 38 và 40 hả? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên em. 36, 38, 40. Chuột hồng có size 36, 38, 40. Chuột đen chỉ có size 40 thôi. À, chuột đen chỉ có size 38 và 40 thôi. Nha mấy chị, đôi này xả nhanh gọn lẹ cho mấy chị luôn là còn 59.000. Nha mấy chị nha. 59.000 nhanh tay nha mấy chị ơi. 59.000 nhanh việc nha mấy chị nha. Quá cưng luôn, quá trời cưng luôn rồi. Quá trời dễ thương luôn nha mấy chị nha. Chuột 59.000. Chuột hồng 36, 38, 40, 59.000. Trời ơi, nghĩ đi mấy chị. Ở trong nó có gắn cúc nha mọi người. Ở trong nó có gắn cúc ha. Chuột đen 36, ở bên chuột đen là 38 và 40, 59.000 luôn. Trời ơi, rẻ quá mấy chị ơi. Rẻ quá trời luôn. Rẻ ơi là rẻ luôn nha mọi người nha. Rồi mấy chị nha, chuột hồng 38, chuột đen 40 cho chị Nguyễn Nga, chuột đen 40. Rồi, chuột hồng 38 cho chị Hoàng My luôn. Chuột trắng 38 40 thôi. Nha mấy chị, chuột trắng không, chuột trắng nữa, 38 40. Giáp chuột hai màu 40, màu nào nha. Rồi chuột trắng 38 và 40 có 59.000. Trời ơi coi này. 59.000 nha mọi người ơi, dễ thương quá trời luôn á. Dễ thương lắm luôn nha mọi người nha. 59.000 chị nội ưng lên giùm em. Chuột trắng là nhiêu quên rồi, 38 và 40. Chỉ có size 38 và 40 thôi. Nha mấy chị nha, hết là mấy cái mã này không còn nữa đâu mấy chị. Rồi chuột đen là 38 và 40 luôn. Chuột hồng là 36 38 40, chuột hồng là 36 38 40. Chị nào lấy chuột lên chuột giùm em nha mấy chị nha. 59.000. Trắng 38 là chuột trắng hả? Chuột trắng cho chị My Kiều size 38 luôn. Rồi chị nào lấy lên em. Chuột hồng 36, 38, 40. Chuột trắng size 38 và 40. Chuột đen chỉ có size 38 và 40. Chị nào ân lên cho em dép chuột kèm màu kèm size. Nghĩ mấy bà 59.000 tôi nói thiệt. Chuột trắng 38 và chuột hồng 38 cho Nguyễn Thoa Thị. Này, rồi hết 38 nha. Chuột hồng hết 38. Chuột đen 40 cho Thúy Bùi. Chuột hồng 36 cho chị Nguyệt Hình. Chuột hồng 36 cho Nguyệt Hình. Rồi, chuột đen 40 cho chị Thúy Bùi. Còn không, còn chuột đen không? Rồi, chuột đen hết 40 nha. Rồi, chuột đen 40, chuột hồng 38. Chị Ánh Hình chỉ có chuột hồng 38 thôi. À, hết luôn. Chị Ánh Hình chuột đen hết, chuột hồng hết luôn. Giờ chuột đen á, hết rồi nha chị nha. Giờ còn chuột trắng với lại chuột hồng. Chuột hồng á thì còn 36 và 36 con chuột hồng không? 36 chuột hồng còn không? 36 chuột hồng với lại ở bên chuột hồng còn 36 và 38 thôi. Ở bên 36 và 40 thôi, Ánh Hình hết nè. Chuột đen 38, có lấy chưa? Cho Vũ Thị Thúy, rồi hết chuột đen. Vũ Thúy Nguyễn hết chuột đen. Ok chị này, chị Vũ Thúy Nguyễn có này, chuột hồng 36 cho Khánh Hưng. Chuột hồng 36 lấy cho chị Khánh Hưng rồi nè. Chuột trắng 40 cho Bình Đặng, coi thử con không? Rồi ok chị Bình Đặng luôn. Rồi chuột trắng em còn size là 36. Cái này 36 còn nữa, đôi đây hả? Chuột trắng còn size 36 thôi nha mấy chị. Đưa lại chuột hồng. Chuột hồng thì còn size 36 và 40. 36 còn. Chuột hồng chỉ còn 36 và 40 thôi. Là cũng hết luôn rồi nha mọi người nha. Là hết luôn mấy chị. Nó còn có ít cho nên kho nó siêu rẻ. Chứ mấy chị mà bình thường hả, full size full hàng hả mấy chị ơi, cứ 120.000 một, 125 chứ, 125.000 một đôi nha mấy chị nha. Chuột hồng chỉ còn size 36 và 40. Chuột trắng thì chỉ còn size 36 thôi. Gom sale 59.000 một đôi. Chị nào ưng lên đơn, chị nào ưng lên đơn nha mấy chị nha. Hồng còn size 36 40, trắng chỉ còn size 36 thôi. 59.000.
59 ngàn một đôi, chị nào lãi lên nha mấy chị nha, 59 ngàn, chị nào lãi lên đơn nha mấy chị nha, 59 ngàn, chị nào lãi lên đơn nha mọi người nha, có 59 ngàn thôi. Vừa rẻ lại vừa đẹp nha mấy chị nha, vừa rẻ lại vừa đẹp, bữa nay rẻ quá trời luôn. Đây chị nào lấy chuột lên chuột giùm em ha, chị nào lấy chuột lên chuột giùm em nha, 59 ngàn, 59 ngàn, 59 ngàn. Rồi, coi là hoa cúc ha. Chuột, hoa cúc này chị, hoa cúc bữa nay có 67 ngàn rồi nha. Hoa cúc kem thì 36, 37, hoa cúc kem là 37, 38, 39, 40. Nhưng mà nhớ cũng tăng một size giùm em nha. Bình thường mang 36 thì lấy 37, mang 37, lấy 38, mang 38, lấy 39, mang 39, lấy 40 giùm em. Hoa cúc kem 37, 38, 39, 40. Nhớ tăng một size nha mấy chị. Rồi hoa cúc đen thì 36, 37, 38, 39 nha chị. Lấy lên nha chị nha. Cái đôi này không lấy là uổng lắm chị coi nè. Êm nè. Ha. Mềm lắm nha. Hoa cúc đen 36, 37, 38, 39 ha. Hoa cúc đen 36, 37, 38, 39. Hoa cúc kem là 37, 38, 39, 40. Nhưng mấy chị có 67 ngàn. Rồi rẻ quá trời luôn á. Rất là rẻ luôn. Nhưng mà nhớ là mấy chị phải tăng một size giùm em nha. Ví dụ như bình thường mấy chị mang 39 thì lấy 40 giùm em ha. Dép Lào màu xanh hả? À, chị Nguyệt Hình ở dép Lào xanh gì chị? Xanh ngọc với xanh dương nha chị Nguyệt Hình. Áo gấu em mặc hình như có màu đen rồi chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Có được dồn đơn trong trong tin nhắn mới chốt áo ngực không hả? Chị lấy đi, em nói nè nha, nó ngưng lại. Kem 38 cho chị Diệu Nhi, đen 38 cho chị Kim Phượng. Mấy chị nhớ tăng một size nha. Chị Thúy Hình, kem 38 luôn. Đen 40 cho chị Yến Nhi, không, đen không có 40 nha Yến Nhi. Xanh dương à, chị Nguyệt Hình xanh dương, kem 38 cho chị Diệu Nhi, em thấy rồi nè. Đen 40 không có. Đen 36, 37, 38, 39 thôi. Kem mới có 40. Kem 37, 38, 39, 40. Cho nên là chị Phạm Trăng này, màu đen không có 40 nha. Chị Yến Nhi màu đen cũng có 40 luôn. Kem cho chị Khánh Hưng 37, size 37 kem. Dồn đơn hôm qua nha chị. Miễn nó đứng chốt là dồn được nha. Nó chốt đơn rồi là sợ nó ở nhà nó đi rồi. Không không, áo mặt không có chị ơi. Kem 38 cho chị Thúy Huỳnh. Rồi những mấy chị Hoa Mai kem 37, 39 hả? Ok chị nè. Màu kem có size 37, 38, 39, 40. Màu đen là 36, 37, 38, 39. Mang 35 thì ghi chị em là hoa cúc đen 36. Mang 36 thì ghi chị em là hoa cúc đen 37 ha. Nhưng mấy chị còn mang 38 thì lấy cho em 39, còn mang 39 thì lấy 40. Có nghĩa là mình tăng lên một size thì nó sẽ không có bị chật đó mấy chị. Chị Thúy Hình em chốt rồi chị ơi. Chị Thu Hồng kem 38 này, cúc đen 38, cúc kem 37 cho chị Thúy. Trời ơi mấy chị, thiệt luôn á, mấy chị không tin, mấy chị đi du lịch Thái Lan á, mấy chị qua cái chỗ mấy cái khu mà em dạo chợ đêm tại Bangkok cho mấy chị, mấy chị không tin, mấy chị coi lại cái live mà ngày hôm qua hôm kia em live buổi tối khuya á. Mấy chị đợi ý đi, thấy không? Mấy cái đôi này á là người ta bán rẻ ngoài cao lắm luôn á, rất là cao nha. Ví dụ như ở ngoài á mà bán 200 á thì em gom cho mấy chị cỡ tầm là 150 hoặc 101, 102 thôi. Là tại em gom tại kho, tại vì kho nó bán ra cho sỉ, cho người ta bán sỉ ra cho khách du lịch ở ngoài. Có nghĩa là mình gom tận gốc cỏ kho nó luôn. Đó, nha mấy chị nha, mình gom tận gốc kho. Nha mấy chị, như bây giờ mình lẻ sai ấy là mình còn gom vậy được nha. Chứ còn mà nếu mà hàng nguyên ri á, nó không bao giờ nó cho mình gom lẻ sai đâu. Ví dụ như bây giờ mình thiếu cái mỗi size 39 không, mình lấy size 39 không nó không chịu, nó bắt mình phải lấy nguyên ri thì mới được. Nha mấy chị, còn như mấy cái này á thì nó đang lẻ sai ấy, thì mình xả được như mình xả giùm người ta mà. Cái này là người ta nhờ em xả giùm người ta cho nó bớt đi cái hàng lẻ, quên, hàng tồn của người ta. Cho mấy chị mấy bữa em gom mấy chị đôi này 125 ngàn sao. Đúng rồi chị ơi, cái form nó hơi nhỏ hơn xíu. Rồi mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Rồi mấy chị, em đâu có like áo ngực đâu chị Kim Thanh. Rồi mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. Giúp, không có nha Diệu Chi ơi. Rồi chị nào lại lên giùm em ha. Ghi rõ giùm em nha mấy chị nha. Hoa cúc màu đen 36, 37, 38, 39 thôi. Không có size 40 ha. Còn màu kem 36, màu kem thì 37, 38, 39, 40. Màu đen 36, 37, 38, 39. Màu kem là 37, 38, 39, 40. 67 ngàn một đôi, bao rẻ luôn nha mọi người nha. Chị nào có ưng thì lại lên nha. Mã này nữa nè mấy chị. Cái mã này là Dior nè. Dior này là Dior mã 2. Đẹp không?
Hoa có gắn cúc giùm em nha mấy chị nha. Dior mạng 2 hoa có gắn cúc đế này mấy chị, nó rất là êm luôn, cao 4 phân giùm em nha mấy chị nha. Thêm 37 đây cho mấy chị nha. Màu đen 38 hết rồi hả? Màu đen 38 hết rồi chị Phạm Phương ơi, màu đen 38 hết nha mấy chị nha. Rồi lấy chị đôi 39 thì chị về chị bán lại. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy đây giùm em ha. Rồi nè mấy chị coi em này, cái mã Dior này, cái đôi này mấy chị bán ở ngoài á nha mấy chị nha, không bao giờ dưới giá 220 đâu mọi người. Gắn cúc luôn, đế cao 4 phân, mang lên chân rất là sang nha mấy chị nha. Cái này là Dior đen, mấy chị gửi cho em là Dior đen mã 2, Dior kem mã 2. Nó chỉ có size 36, 38, 39 thôi. Nè mọi người coi này, rất là đẹp chưa? Dior kem mã 2, Dior đen mã 2. 36, 38, 39 nha. Không có 37. 36, 38, 39 mang đúng size giùm em. Mang 37 thì à quên, mang 36 thì lấy 36, mà mang 38 lấy 38, mà mang 39 lấy 39. Gửi cho em là Dior, Dior kem. Dior mã 2 đen hoặc kem. Dior mã 2 đen hoặc kem nha mấy chị nha. Đôi này có giá là 220.000 một đôi. Mấy chị biết bữa nay kho sale bao nhiêu không? 99.000. Mấy chị nghĩ ghê chưa? 99.000 không lấy là tôi nói thiệt với bà nha, phí. Bởi vì coi like của tôi theo dõi mấy chị tháng mấy bữa em bán mấy chị không bao giờ dưới giá 145.000 một đôi. Bữa nay còn 99.000. Chị em nào lấy lên cho em ha. Gửi cho em Dior màu kem 36, 38, 40, không có 35 luôn chị. Cái này là không được tăng size nha, em nói rất là kỹ rồi. Tại em bán quá nhiều cho nên em rất là rành cái size, cho nên là mấy chị nghe theo em. Màu kem 36, 38, 40. Màu đen 36, 38, 40. Nghe em đi, chưa có mã này xuất liền. Quai thì nó có gắn cúc giùm em, mấy chị thấy chưa? Mà nghĩ đi mấy chị, có 99.000 à. Rẻ lắm, đừng có tiếc. Mấy bữa em bán mấy chị giá sale bao nhiêu? 145.000 một đôi nha mấy chị, 145.000 một đôi. Không lấy nữa là tôi nói thiệt với bà nha, quá uổng luôn. Dior đen mã 2, Dior kem mã 2 kèm cái size 36, 38, 40 nha. 36, 38, 40 lên màu kèm size 99.000 nha mấy chị nha, 99.000. Rồi ok chị Hạnh Đặng nè, ok chị Nguyễn Ngọc Vũ Trinh nè, ok chị gái họ Hoàng nè nha mấy chị nha. Ủa sao kỳ vậy? Vậy gì hỏi có hành đang có 37 không? Có, không có báo. Không mới báo có 37 luôn hả? Ủa vậy màu kem 37, màu đen có 37 không? Màu kem có 37 mấy chị, màu kem có 37 luôn. Màu kem có 37 nha mấy chị nha. Ông mới báo lại màu kem có 37 kìa. Màu kem có 37 nữa mấy chị ơi, màu kem có 37 nữa. Vậy là màu kem là 36, 37, 38, 39. Nhưng mà 38 thì chỉ có được 2 đôi thôi nha. 38 canh đi, 38 chỉ có được 2 đôi thôi. Canh nha, 38 2 hay 3 đôi gì đó. 38 hết rồi. Thì ở đi. Rồi mấy chị nha. Ơ 37 có luôn, màu đen có luôn. Rồi vậy canh đi, lấy luôn đi, hết tới đâu lấy tới đó luôn đi. Coi cái size nữa, ít là canh size đó đi, hết rồi ngưng lại. Màu đen 38 có luôn, màu đen 38 có luôn. Màu kem á là chỉ màu 38 thì chỉ có 2 3 đôi thôi nha mọi người nha. Đen kem là chị Phạm Phượng này, lấy chị 2 ri đi, 1 ri đen, 1 ri kem đi. Phạm Phượng ơi, chị lấy 2 ri đi ha, 1 ri đen và 1 ri kem có 99.000 chị. Trời ơi đừng có tiếc. Có 37 này, mấy chị nào lấy 37 lên luôn nha mọi người nha. Trời ơi 37 này nha mấy chị nha. Không có nha Trần Thanh Phong ơi, em hỏi chị đã nói không có hàng rồi mà em. Màu kem 36, 37, 38, 39. Màu đen 36, 37, 38, 39. Mã Dior đen hoặc kem nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ha. Có Thị ơi, với mà C lấy kem này 38 được không? Sao vậy chị? Không đổi ngang vậy được chị ơi. Cho chị Ly Trần luôn. Gì mã 2 kem 38 hả? Màu kem hả? Rồi ok chị nè, 2 Dior đen 37, ok kem 37 ok chị. Dior mã 2 màu đen không có 40. Có 37 thôi nha Ánh Huỳnh ơi. Kem đen 37, vậy là chị Phạm Phương á là lấy cho chị 2 ri, 1 ri đen và 1 ri kem đủ size cho chị. Có 99.000 chị Hoan Hoan ơi. Tôi nói thiệt mấy mà nha, không mua uổng lắm. Nghĩ sao cái đôi này còn có 99.000. Quá rẻ luôn á. Đen mã 2 37 ok như đòn cho Diệu Nhiên luôn. Rồi nha mấy chị nha. Cao 4 phân em, cao 4 phân mang rất là sang chân nha em nha. Mang rất là sang chân. Đen mã 2 38 coi thử có đủ không. Rồi áo em mặc có màu đen chị, 62 kg cho tới 70 kg. 145.000 nha chị nha.
màu kem 37 cho vững hương. Rồi mấy chị Dior đen 36 có, 36 có. À, đen 37 mã Dior. Trời ơi, Facebook Tấn Lộc không có nhớ nữa đâu chị ơi. Đen 39 thôi chị. Ok chị Ánh Hương, cái này là mấy chị đúng sai nha. Ví dụ như bình thường mấy chị mang 35, ở bên mang 36 thì lấy 36, mà mang 37 lấy 37, mang 38 lấy 38, mang 39 lấy 39. Không có tăng sai nha mọi người nha, không có tăng sai nha mọi người ơi. Rồi cái 99.000 à mọi người. Em thấy rẻ quá trời luôn. Em ở shop em còn, ở shop em thì còn hình như size 38, ở bên shop em thì còn hình như là size 36 với 39 á. Nhưng mà ở shop em vẫn bán 145.000 nha mấy bà, tại vì bữa đó em mua vô giá cao, giờ không có thể nào sale bằng giá ở bên này nha. Mấy chị tới shop em mua mà mấy chị không có đặt trên line, mà mấy chị tới shop em mua mấy chị lựa thì vẫn giá 145.000 nha. Không có giá 99.000 nha mấy chị. 99.000 là tại kho bên này người ta đang sale thì em gom cho mấy chị. Chứ còn ở shop em vẫn bán giá 145.000 nha. Nói trước nha mấy chị, cho để mất công rồi không có đặt vào tới shop em lấy cái đâu. Lựa đâu cái mấy chị mới lấy là ở shop em là do hồi em gom mấy chị trước Tết đó là nó tới 145 lượng. Không sale được. Còn bây giờ ở kho đây nó sale thì em gom mấy chị cái sale này ở kho nha. Đây nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ha. Gửi chị em là Dior nha mấy chị nha. Dior. Dior kem 36, 37, 38, 39. À Dior kem hết 38 rồi. Hết 38 rồi mấy chị. Đen 36, 37, 38, 39. Đen 36, 37, 38, 39. Kem 36, 37, 39. Màu kem em hết 38 rồi. Sợ không còn 38 nữa. Nhưng mà một kem có 2 đô, 3 đô, 3, 2 đô, 2 đô, 38 rồi. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào ăn đen lên đen. Chị nào ăn kem lên kem giùm em. Nha mấy chị. 99 nha. Quá rẻ luôn. 99.000 chị nào lại lên nha, có 99.000 à. Còn dép dép hoa mai màu đen mới nãy nói hết nhiêu rồi. Cái này đang dép hoa mai dép bánh mì mấy chị. À, cái dép hoa mai này à, nó có 67.000 à. Ha, màu đen á thì có size là 36, 37, 39 thôi. Nhưng mà cái này mấy chị phải tăng một size. Ví dụ như mà mấy chị mang 35 á thì lấy 36, mà mang 36 lấy 37, mang 37 lấy 38 à. À không hết 38 rồi, mang 38 thì lấy 39. Gửi chị em dép hoa mai 36, 37, 39 nha mấy chị nha. Gửi chị em là dép hoa mai nha mấy chị nha. Ngộ quá à. Em nói chị hỏi em cái size nhiêu, em nói là 62 cho tới 70kg. Chị đặt cái áo 56kg, em tự may ra cái áo em đưa cho chị hả? Trời ơi, em đọc cái size kỹ lắm luôn á. Em đọc là 62 cho tới 70, chị đặt cái 56kg rồi hàng đâu em đưa. Rồi nha mấy chị nha, cái này là dép hoa mai. Cái này mấy chị phải tăng một size giùm em. Cái này là kiểu như là dép bánh mì này mọi người. Đó ha, bánh mì này êm lắm. Màu đen 36, 37, 39 ha. Màu kem 37, 38, 39, 40. 67 nghe. Chị nào ơn gửi cho em là dép hoa mai kèm màu kèm size. Dép hoa mai kèm màu kèm size. Dạ ok chị Nguyệt Hình nè. Ok chị Tô Khánh Hồng nè. Ok chị Kim Lu nè. Kim Như Lu nè. Rồi ok chị Bình Yên nè. Nha mấy chị nha. Sandal màu hồng á chị. Rồi có mấy chị không có hàng rồi kìa. Trả hàng lại kìa. Trả bill lại kìa. Rồi mấy chị nha. 38 ok Liên Đinh. Không có size chị. Nó là free size. Mấy chị mà đặt không đúng số ký là em không chốt được đâu. Mất công lắm. Rồi nha mấy chị nha. Sandal hồng này chị. Trời ơi. Có 59.000. Bà Chiếc Nguyễn ơi, bà nghe tôi đi. Đẹp lắm nha chị nha. Thấy chưa? Không làm đâu. Trời ơi. Chỉ có màu kem là không có thôi phải không? Hay là màu đen luôn? Một đôi. Một đôi. Trời ơi. Nè. Lấy đủ cho chị chưa? Chị Tô Khánh Hồng hết rồi chị ơi. Nguyệt Hình hết luôn. Lily hết luôn. Rồi mấy nhờ chị, những chị không có size này. Chị Lily hết nè, chị Tô Khánh Hồng hết nè, chị Nguyệt Hình hết. Đã nói là người ta không có 37 rồi. Nói nãy cái con kia nó nói với chị là không có size 37 rồi mà cứ nói có size 37. Không có size 37 mà cứ nói có size 37. Hết rồi mấy chị ơi, ba chị này là Dior không có này, Nguyệt Hình không có này nha.
37 không có kem nha chị. Tô Khánh Hồng không có luôn nè. Chị Lily cũng không có luôn nha chị ơi. Không có 35 nha chị. 37, 38, 39, 40 nha Chiếc Nguyễn. Không có 36 nha Lily ơi. Lạp xưởng không nữa, gửi chị 2 kg hả? Lạp xưởng em không lấy nữa chị ơi. Adidas màu trắng bao nhiêu một cái vậy con? Dạ 79 ngàn à nha cô ơi, 79 ngàn. Đen 38. Mấy chị ơi, sandal á, mấy chị nghe em nè. Mang 35 lấy 36, mang 36 lấy 37, mang 37 lấy 38. Nhưng mà cái size này giờ còn 37, 38, 39, 40. Ha, là có nghĩa là cái chân của mấy chị mà mang 36 á thì mấy chị lấy 37. Là mình tăng lên một size giùm em. Có 59 ngàn à. Ví dụ bình thường mấy chị mang size 30, 36 thì mấy chị gửi cho em là sandal hồng 37. Mà mang size 37 thì gửi cho em sandal hồng 38 nha mấy chị nha. Đi mã dép đi size 37 không có đôi nào nha. Chị Sương Nguyễn hết. Chị Vũ Quỳnh Nga ok này, lạc xưởng không có chị, em không lấy lạc xưởng nữa nha mọi người ơi. Sandal hồng 37 cho Lily có này. Nhung Nguyễn đi đen 39 có này. Lily ok này, sandal hồng 59. Mấy chị biết về sandal hồng 37 cho chị Chiếc Nguyễn. Mấy chị biết sao không, cái lạc xưởng á, trời ơi mua gì à? Tôi nói thiệt nha, tôi nói với bà nữ kia tôi nói hổn chứ. Có nhiều người gì á hả, trời ơi thiệt ngứa hén á sao, đặt đã xong cái gì không chịu lấy. Ủa đại tại vì cái lạc xưởng á, hạn sử dụng nó có 1 tháng à. Em là nói chắc ăn lấy thì lấy giúp em, còn không chắc ăn lấy thì đừng có lấy. Thiệt luôn á, nhiều khi quạo dở sợ luôn mọi người. Em ăn muốn lòi họng luôn với chị. Giờ hạn còn có 2, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, em ăn muốn chết. Ăn ngày ăn đêm luôn với chị, tới mấy trăm ngàn ký đâu dám bỏ với chị, lạc xưởng á. Xong họ em là nói là chắc ăn lấy hay lấy giúp em. Tại vì lạc xưởng á, cái hạn sử dụng nó có 1 tháng thôi. Là ok ok rồi, xong cuối cùng cũng có bà không chịu nhận, không chịu nhận. Vậy cái xong em ăn. Mà mấy chị biết không, hạn sử dụng còn có mấy ngày sao bán ai được. Đấy, bởi vậy cho nên là em thì ăn. Em nói thiệt với chị, nhiều khi hết hạn cả tháng em vẫn ăn luôn mấy chị. Hết hạn cả tháng luôn, giờ bỏ uổng mấy trăm ngàn ký lần mà. Thì có họ mình bán biết bao nhiêu hàng mình mới lời được mấy trăm ngàn đó. Thôi nó sốt tiền sao mà, cho nên giờ là nha, không có lạc xưởng lạc ơ gì nữa nha mấy chị, giờ em không có lấy lạc xưởng nữa đâu. Thiệt á. Chị Chiếc Nguyễn nè, Lily nè, cho chị Minh Phương Phạm nè, cho chị Phương Hường nè, cho chị Vững Hưng nè. Giày búp bê, đấy chị giày búp bê, giày búp bê xanh anh hồng cho chị Hoàng Ngô, xanh anh hồng cho chị Hoàng Phạm. Rong biển ngon nè, ăn hết liền luôn, cà phê thơm lắm, cảm ơn chị Nguyễn Long nhiều nha. Đó, mấy cái món á, mấy chị đồ ăn á, hạn sử dụng nó ngắn lắm chứ không phải nó dài đâu mọi người. Rồi nha mấy chị nha, đâu giày búp bê đâu, giày kim sa đâu, hụt la hụt lụ vua. Để hỏi kho người ta còn hàng không. Giày lùi nam có luôn, chị đợi em xíu nha, giày lùi nam, giày lùi nữ đều có hết, chị đợi em xíu. À quên, ai chưa săn mã này nhớ săn luôn nha, nhớ săn luôn. Mã sandal VIP cách xa ảnh 580 bạc một đôi. Bữa nay kho sale cái gì, cái quần què gì, mấy hôm em bán với chị 250 ngàn một đôi, em nó xạo mất lọc nha mọi người nha. Bữa nay kho sale còn 79 ngàn mấy bà. Em bán 250 ngàn một đôi nha, em nó xạo với chị em mất lọc. Em bán 250, nói chung là 250 hay 220 mấy chị, nói chung là cỡ tầm đó, giờ không có nhớ kỹ là 250 hay 220. Gửi cho em sandal VIP nha mấy chị, sandal VIP màu hồng em có size. Sandal VIP màu hồng em có size 30, sandal VIP màu hồng em có size 36, 37, 38, 39, 40. 79 ngàn. Sandal VIP màu hồng 36, 37, 38, 39, 40. 79 ngàn nha mấy chị nha. Sandal VIP màu xám nè mấy chị, đây màu xám 36, 37, 38, 39, 40, 79 ngàn. Sandal VIP màu nâu 36, 37, 38, 39, 40, 79 ngàn. Nè mấy chị coi em nè, sandal VIP màu nâu 36, 37, 38, 39, 40, 79 ngàn. Mấy chị mặc đầm, mấy chị mặc chung nó cũng đẹp. Mấy chị mặc quần vải, mấy chị mặc chung nó cũng đẹp. Mấy chị mặc mặc quần riêng, mấy chị mặc chung nó cũng đẹp. Mấy chị mặc quần sọt, mấy chị mặc chung nó cũng đẹp. Tại vì nó rất là dễ mang luôn nha mấy chị nha. Đế cao 4 phân nha mấy chị nha. À 3 phân gần 4 phân, 3 phân mấy thôi. Rồi nha mấy chị nha, không có nha Thúy Thúy ơi. Rồi sandal nâu, mấy chị phải ghi cho em là sandal VIP vô giùm em. Sandal VIP màu nâu 36, 37, 38, 39, 40. Sandal VIP màu xám 36, 37, 38, 39, 40. Sandal VIP màu hồng 36, 37, 38, 39, 40. 79 ngàn một đôi. Chị em nào lấy lên đơn 79 ngàn thôi nha.
nhà mấy chị nha, không lấy uổng lắm nha mọi người. 79.000, 79.000 gửi cho em là mã sandal VIP kèm màu kèm size. Sandal VIP kèm màu kèm size, màu hồng 36 37 38 90, màu nâu 36 37 38 90, màu xám 36 37 38 90, 79.000. Chị nào lại lên giùm em, ghi rõ giùm em chữ sandal VIP nha mọi người nha, chữ sandal VIP giùm em ha. Rồi ghi rõ giùm em nha mấy chị nha, ghi cái mã ra mọi người ơi, 79.000 ghi cái mã ra giùm em nha mấy chị nha. Ghi cái mã kèm cái size nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, sandal VIP nha mấy chị nha. À chị Tô Khánh Hồng là không có dép phải không? Chị Tô Khánh Hồng là thấy cái bill này bỏ ra mỗi cái màu kem thôi à. Coi màu đen có không? Sao 37? Nè coi kỹ là coi chị Tô Khánh Hồng nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. À, nhận được hàng rồi. Hai quần giao xíu một cái thì ôi chán đời nó thiệt. Inbox liền giùm em nha chị vui vẻ ơi, inbox qua tin nhắn giùm em liền nha. Chị cũng nhắn cho Trang vậy á, em ơi chị đặt hai cái quần mà nó tính tiền chị hai hay một. Nếu mà nó tính tiền chị một là nó giao một cái là đúng, còn nếu mà nó tính tiền chị hai mà nó giao chị một nghĩa là bên em đang thiếu chị rồi. Chị nói nó gửi lại hàng trả lại cho chị liền ha. Chị nói nó là nó gửi lại cho chị hàng, chị nó trả chị liền nha, thông cảm giùm em nha chị nha. Chị coi cái bill giùm em thử lên. Chị nhắn qua đó đi để nó kiểm cái bill qua thử là nó giao cho chị một, nó tính tiền chị một hay hai cái quần ha. Nếu mà nó tính tiền một cái là nó giao một cái là đúng, còn nếu mà nó tính tiền chị hai cái mà nó giao chị một cái là nó sai rồi. Hai chị nhắn giúp em tin nhắn giùm em nha mấy chị nha. Tô Hồng Khánh không có gì hết à. Hả? Không có gì hả? Nói chung 37 nó không có hàng đó chị Ngọc Khánh ơi, cũng không có luôn. Rồi sandal VIP lên giùm em, sandal VIP màu nâu 36 37 38 39. Rồi 40 nha mấy chị, lạc xưởng ngon lắm, khi nào tiện thì mua giùm chị mấy ký, chuyển tiền trước cho hôm Tết em bảo hết nên chia cho chị có 2 ký. Ồ vậy à, vậy là chị mua là chị lấy á, có nhiều chị mua không có lấy á chị, tính bill 2 cái hả? Dạ chị inbox có tin nhắn giùm em nha. Chị inbox qua tin nhắn nó, em gửi lại cái quần trả lại cho chị. Vậy là nó lên bill cho chị, nó lấy một cái quần nữa nó trả đơn lại cho chị nha. Thông cảm giùm em nha chị vui vẻ. Inbox qua tin nhắn giúp em nha. À, thuốc khớp á em, thuốc khớp nay chị lấy giùm có 155.000 à. Nhưng mà em ơi thiệt luôn á, thuốc khớp bây giờ em tin em đi hỏi những chỗ mà nó xách tay như chị đi, không ai bán 155.000 nữa đâu. Tại vì á bạc nó tăng. Và tiền thuốc nó cũng tăng, tiền thuốc nó tăng lên tới 30.000 lượng em. Em có lấy thì em ghi giùm chị là thuốc khớp ha, 155.000. Rồi, nha sandal VIP màu nâu 36 37 38 90, sandal VIP màu xám 36 37 38 90, sandal VIP màu hồng 36 37 38 90. Nhiều quên rồi ta. Nhiều quên rồi mấy chị. À 79.000. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. 79.000 thôi nha mọi người nha. 79.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị. Cái gì đây ta? Giày nè, mới nãy mấy chị hỏi em giày ha. Giày OSA sandal VIP màu nâu màu xám 36, ok chị. Có 38, có chị Tô Khánh Hồng. À, màu 38 hả? Coi thử còn 38 không, lấy chỉ đi. Màu đen với lại màu kem luôn, chị lấy hai đôi á. Chị lấy hai đôi đúng không chị Tô Khánh Hồng? Chị lấy hai đôi đúng không? Rồi nè mấy chị, đây là giày VIP nha, giày quốc dân. Nha mấy chị, giày quốc dân, giày mà phải nói là giày cực kỳ bền và cực kỳ im luôn. Giày OSA các size 35 cho tới 40, giá của nó 115.000. Nha mấy chị, giờ là hết ai bán 115.000, quên giờ ai hết bán mấy chị giá ít hơn trăm mấy luôn mấy chị. Bây giờ họ có người vẫn gom mấy chị 220 rồi nha. Tại vì mấy chị biết sao, nó tăng á, bạc nó tăng á, cho nên là người ta phải tăng lên hết. Rồi mấy chị nha. Ok chị Nguyễn Nguyên nè. Rồi còn cái này nha mấy chị nha. Chị được đôi đen à? À được đôi đen à. Còn đôi đen á chị lấy, chị nói em nha chị Tô Khánh Hồng.
Ôi giày kim sa màu đen 35, 36, 37, 38, 39, 40 115.000. Giày OSA 35, 36, 37, 38, 39, 40 115.000. Cực kỳ êm chân và cực kỳ bền. Cà phê chị, cà phê nó ở khách sạn rồi. Bây giờ em đang đi chỗ kho dép, em không có đem theo nha chị Nguyễn Ánh. Cà phê thì em gom 99.000 một bịch, uống rất là ngon nha chị nha. Chị uống thử đi, 99.000 một bịch. Vậy chốt 38 màu đen nha chị Tô Khánh Hồng. Ba lóc thuốc khớp, một chai sữa rửa mặt, loại nào em, sữa rửa mặt loại nào Hạnh Hà. Rồi lên cho em nha, lên cho em này mọi người, lên cho em là giày kim sa nha mấy chị. Đúng rồi, giày kim sa từ 35 cho tới 40 nha mấy chị. Giày OSA từ 35 cho tới 40 115.000. Ân mã nào chốt mã đó giùm cho em nha mấy chị, từ 35 cho tới 40. Giày quốc dân nha mấy chị nha, giày cực kỳ bền và cực kỳ im chân luôn, nó im dữ lắm mấy chị, cực kỳ bền và cực kỳ im chân luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ha, chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi mấy chị nha, không có nha Thúy Hình ơi, em lấy size 37 đúng không? Không có. Rồi 5 chai dầu trắng 19, ok Hiền Bùi. Rồi lên đơn giùm em giày OSA kèm màu kèm size ha, giày kim sa kèm màu kèm size từ 35 cho tới 40 nha mấy chị nha, từ 35 cho tới 40 giùm chị em ha. Từ 35 cho tới 40, giày kim sa từ 35 cho tới 40, giày OSA từ 35 cho tới 40, sữa rửa mặt vàng ok luôn. Giày OSA mang êm cực, bền lắm luôn shop, cảm ơn chị. Ok chị Phạm Hương này, hai chống nắng nano ok chị. Trời ơi cái dòng này mấy chị mang là em nói thiệt mấy chị nha, mang mà mấy chị mang không biết chán luôn mọi người. Mang cũ rồi mấy chị muốn thay đôi mới thôi chứ họ không biết khi nào nó mới hư luôn, và nó cực kỳ bền nha mấy chị nha. Nó bền và nó im lắm. Im lắm luôn nha mấy chị nha. Trời ơi bao đã luôn nha chị Khánh Ngô. Không đã em cho chị trả hàng nha chị Khánh Ngô. Rồi cho chị Nguyễn Nga luôn, cho chị Duyên Hà luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. À đen 38 họ có nha Thúy Quỳnh, nếu mà 38 là có em. Rồi cho chị Trần My Kiều 40 luôn. Rồi nha mấy chị nào lại giùm em. OSA từ 35 cho tới 40, kim sa từ 35 cho tới 40 115.000. Rồi chị em nào lại lên đơn nha, 115.000 à. 115.000. Rồi chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giày lùi đi, giày lùi nam. Rồi mấy chị nha, giày OSA 38 ok chị. Giày OSA em có size 35, 36, 37, 38 nha mấy chị nha. OSA 35, 36, 37, 38. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nói chung là giày OSA hay kim sa gì cũng vậy. Mấy chị mua chỗ khác mấy chị đổi giùm em đi, mấy chị thấy không, người ta bán có rẻ như em đâu. Rồi nè mấy chị ơi, cái mã này á là giày gấu trà sữa như cái đôi này nè, hồi lúc mà nó mới ra nha, bây giờ nó hạ nhiệt rồi, người ta có người thì bán 150.000 một đôi rồi, chứ hụt cũng mới ra mấy chị, 200-250.000 một đôi nha mọi người nha. Gấu trà sữa màu kem chỉ còn size 40, gom mấy chị giá sale luôn còn 59.000, ghê chưa. Màu hồng cũng còn size 40 luôn, 59.000 nha mấy chị nha. Màu hồng cũng còn size 40 luôn, 59.000. Gửi cho em gấu trà sữa hồng 59.000, gấu trà sữa kem 59.000 nha mấy chị nha. Dép hoa mai hồng, đâu có màu hồng, dép hoa mai màu kem nha, dép hoa mai màu kem nha. Rồi nha mấy chị nha, gấu trà sữa. Rồi mấy chị không không có nha chị bun bun luôn ơi. Rồi nè mấy chị, màu đen bồn size 40, 38 và 40, gấu trà sữa đen còn size 38 và 40 59.000, gấu trà sữa hồng chỉ còn size 40 59.000, gấu trà sữa kem chỉ còn size 40 59.000 nha mấy chị. Màu kem, màu hồng, quên màu trắng, màu kem thì còn size 40 thôi nha mấy chị nha. Mắt kính Chanel này ta không nhớ nữa đâu chị ơi. Gấu trà sữa đen 38, Hình Thị Thanh Vân này. Rồi đen còn size 38 40, trắng còn size 40, cái này là kem mấy chị, kem còn size 40, hồng còn size 40. Chị nào lấy lên giùm em gấu trà sữa có 59.000 thôi nha. 59.000 thôi nha mọi người nha. 59.000 một đôi quá rẻ luôn. Kem 40 cho chị Hoàng Phạm ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Dép hoa mai hả? Chị ưng màu nào? Trà sữa đen size 38, trà sữa kem, mấy chị nào lấy trà sữa lên giùm em nha. Trà sữa đen 38 cho chị Vũ Ngọc Trinh luôn. Kem em còn 38 và 40. Kem em còn 38 và 40 nha mấy chị nha. Đen á thì đen em còn 38 và 40. Kem thì còn 40 thôi. Hồng còn 40 thôi. Chị nào lấy lên giùm em ha. Chị nào lấy lên đơn nha mọi người nha. Chị nào lấy lên đơn ha mọi người nha. Hoa mai nè. Dép gấu 38 cho Lily luôn. Rồi mấy chị, cái này là hoa mai nè.
Êm lắm. Cái hoa mai này á, mấy chị gửi cho em hoa mai nha. Hoa mai này á thì mấy chị phải tăng một size giùm em. Ví dụ như bình thường mấy chị mang 35 á thì gửi cho em là dép hoa mai size 36 ha. Mà mã này em còn size này 36, 37, 39 thôi. Hoa mai màu đen em còn size 36, 37 và 39, chỉ có 67 ngàn một đôi thôi. Màu kem thì còn 37, 38, 39, 40. Nhớ tăng một size nha mấy chị nha. Màu kem còn 37, 38, 39, 40. Nhớ tăng một size giùm em. 67 ngàn. Ưng hoa mai màu đen lấy màu đen, ưng hoa mai màu kem lấy màu kem. Màu đen còn 36, 37, 39. Màu kem 37, 38, 39, 40. Nhớ tăng một size nha. Như bình thường á em mang 39, cái đôi này em quất 40 mang lên rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Mang vừa mà im chân lắm mấy chị. Mang vừa mà im dã man luôn nha mọi người nha. Rất là im luôn á mấy chị. Chị nào lấy lên giùm em ha. Chuẩn size nha Hoa Thị Tinh ơi. Cái nào mà chị chưa tăng á thì mới tăng, còn cái không á là em cứ việc cứ đúng size chị là được. Màu kem 38, 39 cho chị Khánh Ngô luôn. À, giày kim sa hả? Đây giày kim sa này. Kim sa nha mọi người nha. Đây. À, giày kim sa này. Hột la hột lụ này. Gà sữa hồng 40 cho chị Hoàng Phàm em chốt rồi. Rồi chị nào lấy hoa mai lên chị em, hoa mai có 67 ngàn rồi mấy chị, im lắm. Hoa mai màu đen 36, 37, 39. Hoa mai màu kem 37, 38, 39, 40, 67 ngàn. Nhưng mấy chị hoa mai, chị nào lấy hoa mai lên em ạ. Trà sữa hồng 40 cho chị Bùi Châu luôn. Rồi chị nào lấy lên nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn ha. Thâm nách 89 ngàn à em ơi. Thâm nách 89 ngàn nha. Thâm nách 89 ngàn. Hoa mai đen có 37 không? Mang 36 thì lấy 37 nha Vân Thanh nha. Còn mang 37 thì phải lấy 38 nha Vân Thanh. Nhưng mà màu đen là hết 38. Mấy chị phải nhớ nha, hoa mai là mấy chị phải tăng một size. Mấy chị lấy đúng size là mang nó bị chật đó nha mọi người nha. Dép hoa mai kem 40 cho chị Thúy Bùi. Trà sữa đen 38 cho Hoa Thủy Tinh. Rồi nha mấy chị. Giày nam. Giày này mấy chị nhận hàng mà không đẹp, em cho mọi người trả hàng. Giày này có giá là 399 bạc một đôi. Bữa nay em gom sale còn 145 ngàn. Đây là em gom tại kho. Nếu em đi ra ngoài mà em gom theo như cái diện khách du lịch, em nói thiệt mấy chị nha, đôi này em bán mấy chị bèo lắm nha mấy chị nha, là phải 400 ngàn một đôi nếu đi ra ngoài mua nha mấy chị. Tại vì mấy chị biết sao, ở ngoài mấy chị bán khách du lịch họ mấy chị đó, người ta chân nó mấy chị biết không, du lịch đâu mà mấy chị biết, người ta đi mua hàng người ta đâu có tiếc tiền đâu mọi người. Không có tiếc đâu mấy chị, không có tiếc đâu. Ví dụ như mấy chị vậy, mấy chị đi du lịch Thái Lan, ôi thôi để tao qua Thái tôi đi du lịch tao mua hàng, tôi nói xin lỗi nha mọi người nha, xin lỗi nha. Mấy cái hàng mà mấy chị không phải mua tại kho của nó, mấy chị mua ở ngoài, em nói thiệt giá rất là cao luôn nha mọi người, chứ không có rẻ đâu. Rồi ạ, gửi cho em là giày đen, là giày lùi nam màu đen 39, 40, 41, 42 và 43, 145 ngàn nha mấy chị. Cho nên là mấy chị nào mua sỉ, mua lẻ, mua nhiều, mua ít, mua tới, mua lui, Thủy ơi chị mua nhiều lắm không giảm giá hả Thủy? Dạ không, 145 ngàn. Ưng thì lụm quất má dìa, mang sọt cái chân vô mang được liền, sọt cái chân vô mang được liền, rất là gọn và rất là lẹ luôn nha mấy chị. Có hai màu, giày lùi nam màu đen, giày lùi nam màu xanh nha mấy chị nha. Xanh này là xanh be đó mọi người, cho nên rất là dễ mua. Giày kim sa là 115 ngàn nha Ngọc Tuyền. Hoa mai kem làm gì có 42 chị Hoàng Phạm. Dép hoa mai màu kem 39 cho chị Hân Hoan. Dép hoa mai màu kem 389 em chốt với chị Khánh Ngô rồi mà. Giày nam chồng em ổng thích lắm nè. Cứ lấy đôi đó mang thôi thiệt, tại vì nó rất là gọn. Mấy chị mang giày á, mà có dây á, thì mấy chị còn phải thắt dây thắt bọng rồi, nó rất là lâu. Nhưng mà giày lùi với mấy chị đó, mấy chị xọt cái chân vô là mấy chị đã mang được rồi, không có cần là đợi chờ gì hết, rất là lâu nha. Gửi cho em là giày lùi nam màu đen 39, 40, 41, 42, 43. Giày lùi nam màu xanh 39, 40, 41, 42, 43, 145 ngàn. Ưng màu nào lên màu đó, ưng màu nào lên màu đó, ưng màu nào lên màu đỏ giùm cho em nha mấy chị nha. Ghi rõ giùm em nha mọi người, ghi rõ nha mấy chị nha, ghi rõ cái size giùm em ha, và kèm cái màu 145 ngàn. Rồi ghi rõ giùm em giày lùi ha, giày lùi màu nào nha, giày lùi nam giùm em nha. Một đôi giày lùi nam màu xanh 39, 41 ok chị. Giày lùi nam màu đen 42 ok chị. Giày lùi nam 43 màu đen ok chị. Giày lùi nam màu đen 41 ok chị. Ba thăm nắp ok chị. Rồi rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Hoa mai màu kem size 40 cho chị Hoàng Phạm. Rồi những mấy chị giày lùi nam, giày lùi nam, chị nào lấy giày lùi nam lên giùm em giày lùi nam nha. Đẹp quá mọi người ơi.
đẹp lắm. Nhưng mà chị dài lười nam, chị on trần chưa có size này, chị ơi lên em cái size, mỗi màu một ri, đủ size giày nam. Ok chị Hành Tiên, em cũng như câu nói cũ em nói luôn, 145.000 là chị mua một đôi hay là năm đôi em vẫn mấy 145.000 nha, tại một ri của nó năm đôi nha chị. 39 40 41 42 43 là năm đôi. Nhưng em không giảm giá nữa nha chị Hành Tiên ơi. Ha. Em không giảm giá nữa nha mấy chị nha, nhớ nhớ giùm em nha. Nếu mà mấy chị đi qua Thái mấy chị lấy đôi này á là họ mấy chị mua. Cho dù mấy chị mua số lượng nhiều thì người ta cũng vẫn giảm giá cho mấy chị, nhưng mà họ mấy chị cũng phải mua vô cũng phải 200 mấy gần 300 ngàn rồi. Còn bây giờ em gom mấy chị có 145 ngàn à. 145 ngàn thôi, cho nên là lưu ý giùm em nha, không giảm giá nữa nha chị nha. Mấy chị khách mua lẻ thì em không nói đi, nhưng mà mấy chị mua sỉ á em nói luôn cho đỡ mất công, mà mấy chị qua tin nhắn nó ủa sao chị mua nhiều mà thủy nó không giảm giá. Để mấy chị biết ngõ mấy chị có nên mua hay không ha. Một đôi lười nam 41 ok chị. Màu nào chị Cẩm Tú Nguyễn chưa lên màu nè. Chị Minh Phương Phạm giày lười nam màu đen và màu xanh 41. Cho chị Phương Thảo màu đen 43 nè. Giày lười nam màu đen số 42 cho chị Oanh Trần nè. Lên màu nha Cẩm Tú Nguyễn ơi, mỗi màu một ri cho chị Hạnh Tiên này, bà lấy cứ chốt cho bà. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Cứ cho em giày lười kèm màu kèm size, giày lười nam kèm màu kèm size nha mấy chị nha. 145.000 thôi. Em lên mấy chị mã này nè, đôi xanh đan chiếu màu hồng cho chị Hằng Nguyễn luôn. Giày lười nam màu xanh 41 cho chị Cẩm Tú Nguyễn. Rồi giày kim sa size 39 ok chị, màu đen 41 ok chị Minh Nguyễn. Chị có đơn một đôi dép gấu màu đen chưa em, chị chiếc nào lấy chưa vậy ta? Coi chị chiếc nào có lấy chưa, lấy cho chị chiếc nào chưa? Không nhớ nữa. Rồi mấy chị giày lười nam đen 41 cho chị Kiểm Nguyễn luôn. Mấy chị nhớ lên size nha, lên màu nữa mấy chị. Giày lười nam màu xanh 41 cho Ngọc Tuyền luôn. Giày size 40 nha em. À gấu trà sữa hả? Gấu trà sữa màu đen size 40. Gấu trà sữa coi thử chị chiếc nào có gấu trà sữa màu đen 40 không? Size 40 ok chị. Giày lười nam màu đen cho chị Loan Nguyễn luôn. Mấy chị ơi, giày lười nam á mấy chị, giày lười nam mấy chị nhớ lên màu kèm size nha, tại nó có hai màu, màu đen và màu xanh. Ưng màu xanh lấy màu xanh mà ưng màu đen lấy màu đen giùm em. Rồi nè mấy chị ơi coi giùm em này. Nội nha, giày lười nam màu đen 40 cho chị Hoàng Nguyễn luôn. Nội coi giùm em, ở bên trong này mấy chị là nó có cái đệm này nó rất là êm. Cái thứ hai, ngoài nó có gắn cúc đế chống trơn chống trượt. Cái thứ ba rất là nhẹ. Dài quên dép dép NI màu xám em có size từ 36 cho tới 43. Em bán cả ngàn, cả vạn đôi, cả vạn vạn đôi. Em không còn nhớ được em đã từng lấy bao nhiêu đôi. Em nói thiệt với chị luôn, em lấy mình trong năm á. Em nói thiệt với chị nha, bên kho này họ cái kiểu như mà em mà đưa cái mã này ra là người ta đau đầu luôn vậy mấy chị. Tại vì em lấy rất là nhiều mà sĩ lấy nhiều lắm mấy chị. 240.000 một đôi, mấy bữa em gom mấy chị là 145.000. Đợt này em gom sale mấy chị còn 97.000. Em mấy chị 97.000. Mấy hôm em bán 145 á thì mấy chị mua sỉ thì em giảm được thêm vài ngàn, nhưng còn bây giờ là mua sỉ là cũng bằng giá lẻ luôn. 97.000. Ha, mấy chị coi em này. Ở bên trong là nó có cái đệm này để giúp em chân này. Bên ngoài là dép nó có quai, nó có gắn cúc đế chống trơn chống trượt này. Nó có hai màu, màu xám và màu xanh. Mấy chị coi giùm em nè. Ôi chú cha mẹ ơi. Nam và nữ, trai và gái luôn, biết trai biết gái. Mang nữ mình mang 40 thì lấy 39 thôi. Nữ mình thì tuột lại size nha, nam đúng size. Không được tăng size nha mọi người, mọi người mà tăng size là nó sẽ bị rộng nha. Ghi cho em là NI xanh hoặc NI xám. NI xám có size là 36 cho tới 35 chứ, 35 cho tới 40. NI xanh cũng từ 35 cho tới 40. 97.000 nha. Xanh đan vip màu nào như kim ruby ơi. Rồi mấy chị, em Khánh Ngô em chốt nãy giờ chị chắc chục đôi rồi nha chị Khánh Ngô nha. Đen 40 Hoàng Nguyễn em chốt rồi chị, cho chị Nguyễn Nga luôn. NI xám 37 39 40 43 ok chị nè. NI xám 38 cho chị Duyên Hà luôn. Trà thải mỡ 139.000 á chị Oanh Trần. Rồi giày kim sa cho Ngọc Tuyền luôn. NI xanh 35, NI xám 35 39 ok chị. NI xanh từ 35 cho tới 43. NI xám cũng từ 35 cho tới 43 nha mấy chị nha, bán rất rất là nhiều rồi. Bán nhiều tới cái mức mà em không nhớ được bao nhiêu đôi luôn mấy chị. Nó êm lắm nha mọi người nha, mang xuống lắm mấy chị ha, mang xuống lắm. Rồi nha mấy chị nha, 97k màu xanh. Gửi chị em NI. Nữ tuột lại size, nam đúng size. Và này mấy chị, em chỉ mấy chị cái này nè.
Này, cái này á là cái quai nó này. Cái chị quai này thấy không? Khi mà mấy chị điều chỉnh có tại cái người chân nó hơi bị tròn và cái người chân nó hơi ốm thì mấy chị sẽ điều chỉnh cái quai bằng cái này để cho nó vừa với form chân của mấy chị. Mà cái 97 ngàn thôi. Nha mấy chị nha, coi này, cái phần da của nó rất là mềm luôn ha. À, chị nào lấy gửi chị em là dép NI kèm màu kèm size nha. NI xám từ 35 cho tới 43. NI xanh từ 35 cho tới 43, 97 ngàn. Nha mấy chị, NI nha mấy chị nha, 97 ngàn ạ. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Ơi quá trời, chị chốt luôn. À xanh anh VIP chị còn ở Trần Nga, đợi chị xíu. Người ta vẫn chị mới gom sale nữa nè. Rồi nha mấy chị nha. À, NI cho chị xanh, cho chị Hương Lưu luôn. Rồi cho chị Khánh Tô luôn, cho chị Hoàng Phạm luôn, cho chị Nguyệt Hình luôn, cho chị Tô Hồng luôn, cho chị cho Phạm Hồng Thư luôn. 40, 41, 42, 43 luôn hả? Xanh anh VIP chuẩn size nha chị ơi. Chuẩn size nha Kim Ruby ơi. Chuẩn size nha, chuẩn size. NI xám cho chị Ngọc Trinh luôn. Trà thải mỡ thảo mộc. Ba gói như em không cho chọn màu nha chị Oanh Trần ơi. Ba gói ba màu chứ chị chọn liệt màu là không được nha chị Oanh Trần nha. Em chọn nó có ba màu, màu đỏ, màu xanh và màu cam. Nhưng mà em không có cho chọn màu nha chị nha. Nè, cho chị Hương Nguyễn luôn, xám cho chị Ngọc Lanh Hồ luôn. Rồi mấy chị nha. À, chị Oanh Trần ơi không cho chọn màu chị. Rồi chị nào lấy em ạ. Chị Ngân Hoàng My xanh 40 luôn. Rồi, xám từ 36 cho tới 40. Ha, á lộn từ 35 cho tới 40. Xanh từ 35, á lộn xanh, xám xanh và từ 35 cho tới 43. Nha mấy chị, hai đôi NI xanh 43. Là xanh hay là xanh thôi hả chị? Chị Nguyễn Duyên là hai đôi xanh ha. Giày lười nam màu đen số 42, NI số 41, 97. Ok chị Bun Nun rồi. Rồi mấy chị nha, áo ngực chị đặt về cho em. Đặt vô áo ngực chị ta. Áo ngực, áo ngực thì chị đặt là chị đặt hôm qua hả? Chị đặt hôm qua là trưa nay nó về tới rồi mà. Chị đặt hôm qua đúng không? Chị đặt hôm qua. Nếu mà chị đặt hôm qua là cỡ trưa nay hay chiều nay là nó về tới rồi chị. San An VIP màu hồng 39 ok Trần Nga. À, dép NI xám 40 41. À, kim thanh xám NI 40. Rồi nha mấy chị nha. Dạ, chị cứ đặt lên đơn là cỡ hôm qua chị đặt đúng không? Hôm qua chị đặt là cỡ tầm không biết trưa nay hay chiều nay nó về chưa nữa. Chị tới shop hả? Nếu mà tới shop ngày mai chị hãy ghé. Tới shop là tối nay hoặc ngày mai đi chị hãy ghé. Còn mà mấy chị mà mua online là mấy chị cứ lên đơn giùm em là nó lên đơn cho mấy chị à. Tại lên đơn sớm là đi hàng sớm mấy chị, nói gì chứ lên đơn họ hôm nay lên chứ không phải tới tối hoặc tới mai mới đi được nha mấy chị nha. Đơn hàng đang quá tải mọi người đóng không kịp ấy. Rồi, NI xám từ 35 cho tới 43. NI xanh từ 35 cho tới 43. À, 97 nha nha mấy chị nha. Nữ nhớ tuột lại size, nam đúng size giùm em. Nữ nhớ tuột lại size, nam đúng size giùm em nha mọi người nha. Dòng này là dòng nhẹ nha mấy chị, dòng nhẹ giùm em, đế chống trơn chống trượt qua có gắn cúc luôn nha mấy chị nha. Xuân Nguyễn đọc nãy giờ luôn á. Xuân Nguyễn đọc tên mà, đọc tên có mà, mới mua cái gì đó mới có đọc tên Xuân Nguyễn đó. Đây mấy chị nha. Rồi mấy chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi mấy chị đặt cái gì là bên em có yên tâm đi, bên em nó còn rép lại nữa mà mấy chị không lo gì hết. Giờ tụi nó còn chốt đơn lại cho mấy chị một lần nữa mà. Nó mới đi hàng nha mấy chị nha. Coi lại dép Lào hả? Này chị, dép Lào có 39 ngàn đôi à. Gộp đơn cho chị hai tiếp nhiệt miệng được nha chị. Chị lấy cái gì chị cứ lên đơn cho em là em gộp đơn chị được hết. À, Thủy ơi lấy chị thêm cái kia, Thủy ơi lấy chị thêm cái nọ được nha chị nha. Miễn sao đơn đó chưa chốt đi là được. Shop gửi hàng chị không biết phải em không? Tại mới hôm qua, hôm nay gửi. Hôm nay gửi. Nếu mà nó chốt đơn cho chị là đúng rồi, chứ còn lại giao tới tận nhà chị rồi hả? Nếu mà giao tới tận nhà chị là đâu đúng. Chị ở trong Nam, ủa mất gì giao tận nhà cho chị rồi hả? Không có đâu. Hàng nó hàng từ bên Thái gửi về Việt Nam. Chị đặt hôm qua đúng không? Chị đặt hình như là chiều hôm qua em mới like áo vú đúng không? Chị đặt chiều hôm qua là tối ngày tới trưa hoặc chiều tối ngày hôm nay á, trưa hoặc à, vậy là đúng rồi, nó lên đơn nó chốt cho chị rồi hả? Ê tôi mệt mấy bà quá, mấy bà coi trong tin nhắn á, phải cái file bay của em không? Cái bay đang coi like nè, nhấp vô cái phần trang bay của em là coi là biết liền cái gì đâu. Bên em giao hàng cho mấy chị nè. Nè em ví dụ như nó có cái hộp như thế này. Lúc nào nó cũng có quấn cái băng keo nha, lúc nào nó cũng có quấn băng keo chữ shop Thị Lê hàng Thái Lan nha mấy chị. Thì hôm qua chị đặt thì hôm nay nó chốt đơn cho mấy chị là đúng rồi, chứ còn kêu gì nữa mấy không? Rồi mấy chị nha. Rồi này mấy chị, cái này nè, chip Lào này mọi người. Này, đế cao 3 phân.
ha, đế cao ba phân. Nó vừa nhẹ, nó vừa êm chân và đặc biệt là nó sang cái chân lắm nha mọi người nha. Nó rất là sang cái chân luôn. Nha mấy chị, nó rất là sang cái chân luôn. Cái thứ hai này mấy chị, mang lên nó trắng và nó sạch cái chân lắm. Một nước gót ok em. Rồi này mấy chị, đôi này có 39 ngàn à. Mà mấy chị biết sao, bữa nay có size to luôn. Bình thường á, mang 35 thì comment cho em là dép Lào màu tím size 36. Mang 36 thì comment cho em dép Lào size 37. Mang 37 lên 38, mang 38 ghi 39, mang 39 ghi 40 dùm em. Bữa nay có tới 40 lần nha. Còn size 40 thì phải lấy 41 đúng không? Không có size 41 cho nên mấy chị đừng comment size 41 nha. Rồi, màu tím em có size 36, 37, 38, 39, 40, 41. Mấy chị biết giá bao nhiêu không? Có 39 ngàn à. Rẻ quá trời luôn. Chị nào ưng ghi cho em là dép Lào màu tím 36, 37, 38, 39, 40, 41. Nhưng quên 40 thôi, 39 ngàn. Rồi màu xanh dương 36, 37, 38, 39, 40. Màu xanh dương 36, 37, 38, 39, 40. Đế cao 3 phân cho nên mấy chị mang nó sẽ rất là trắng và rất là sạch cho chân của mình luôn. Nhưng mấy chị, nó không có giống như mấy cái hàng bệt bệt đâu mấy chị. Hàng bệt bệt đó là mình mang á là mình mang á là nó dễ bị dơ cái chân và nhìn nó không có sang bằng cái loại 3 phân nha. 3 phân nó đắt tiền hơn mà nó lại đẹp hơn nha mấy chị. Mà đắt hơn gì đâu mấy chị. Có 39 ngàn à, 10 đô có 390 ngàn. Mang thoải mái, mang tiệc ra luôn. Rồi nha mấy chị nha. Màu xanh ngọc 36, 37, 38, 39, 40 luôn nha mấy chị nha. Chị nào lại lên giùm cho em ạ. Rồi màu đỏ 36, 37, 38, 39, 40. Chị nào lấy đỏ lên đỏ giùm em. 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Đế cao 3 phân nha mọi người ơi. Đế cao 3 phân nha mấy chị nha. 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Rồi nha mấy chị nha. Màu đen cũng có size 36, 37, 38, 39, 40. Chị nào ưng đen lên đen giùm em ha. Đế cao 3 phân luôn nha mấy chị nha. Đế cao 3 phân luôn. Chị nào lấy đen lên đen giùm em ạ. Đen 36, 37, 38, 39, 40. Chị nào lấy lên giùm em nha. 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Rồi màu vàng 36, 37, 38, 39, 40. Chị nào lấy vàng lên vàng giùm em nha mấy chị. Vàng 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Chị nào lấy vàng lên vàng giùm em ha. Nha mấy chị nha, 39 ngàn một đôi luôn. Rồi màu trắng 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Cũng 39 ngàn một đôi. Nha mấy chị, bữa nay có tới 40. Mấy bữa mà mấy chị mà cứ hay hỏi em có 40 không Thủy á, là bữa nay có rồi nha. Nhưng mà mấy chị nhớ là mấy chị phải tăng một size giùm em ha. Bình thường mang 39 thì lấy 40. Bình thường mang 35 thì lấy 36. Bình thường mang 37 thì lấy 38 giùm em. 36, 37, 38, 39, 40. Chỉ có giá 39 ngàn. Nha mấy chị nha, hết màu rồi. Màu trắng này ha. Đó. Rồi, màu tím nha mấy chị nha, màu tím ha. Rồi, màu đỏ nha mấy chị nha, màu đỏ luôn. Màu đỏ nha mấy chị nha, màu đỏ luôn. Rồi, màu xanh dương nha mấy chị nha, màu xanh dương luôn ha. Rồi, màu xanh ngọc giùm em, màu xanh ngọc luôn. Nha mấy chị nha, màu xanh ngọc luôn. Trời cưng quá, có 39 ngàn. Rồi, màu vàng giùm em. Màu vàng là màu trắng chân nhất trong tất cả các màu dép luôn nha mấy chị. Màu vàng là cũng có size từ 36 cho tới 40 luôn. Màu đen cũng có size là từ 36 cho tới 40 luôn. 39 ngàn một đôi. Nha mấy chị nha, 39 ngàn một đôi. Chị nào lại lên giùm em ạ. Rồi ok chị Duyên Hà này, ok chị Hương Lu này, ok chị Vũ Ngọc Trinh này, ok chị Hân nhớ tăng size nha. Ok chị Hoan Hăng này, ok chị Loan Ngọc Thanh này, ok chị Thi Thi này, ok chị Kim Oanh Nguyễn này. Rồi nha mấy chị nha, ok chị Hạnh Hà này. Rồi ok Phạm Hồng Tư này, 38 39 40. Màu gì? Màu đen hả? Rồi mấy chị nha, màu vàng ok chị luôn. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy em xanh ngọc 40 ok chị luôn. Màu đen 36 37 38 39 40. Màu vàng 36 37 38 39 40. Màu xanh ngọc, màu xanh ngọc 36 37 38 39 40. Không có sụt nha chị. Rồi nha mấy chị nha, dùng đơn chị dầu gội sinh siêu kem, một set kem đánh răng ông già, một set bàn chải đánh răng Thái, ok chị. Rồi, ui đẹp quá. Màu xanh dương 36, 37, 38, 39, 40. Màu đỏ 36, 37, 38, 39, 40 nha, màu đỏ nha. Màu đỏ ngồi đẹp hơn trên hình nha mấy chị. Trên hình nó hơi pha cam nhưng mà ngồi màu đỏ rất là đẹp ha. Màu đỏ ngồi rất là đẹp nha. Màu tím 36, 37, 38, 39, 40 luôn. Màu trắng 36, 37, 38, 39, 40 luôn. 39 ngàn một đôi. Rồi chị em nào lấy lên giùm em giúp Lào kèm màu kèm size. Dép Lào kèm màu kèm size giùm em ạ. Dép Lào kèm màu kèm size nha mấy chị. Dép Lào 40 đen ok chị luôn. Dép Lào kèm màu kèm size. Dép Lào kèm màu kèm size giùm em. Ồ, cái mã này đẹp nè mấy chị. Nhưng mà nó chỉ còn có đó. Còn có lẻ size này mọi người. Cái chị nào ưng không? Ông kêu em bán giùm cho ổng mã này. Này mấy chị, đây Chanel nè. Đó ha. Chanel mấy hôm em bán với chị là 220 ha. Em gom với chị giá sale 129 ngàn một đôi. Nó xạo mất lọc luôn nha mọi người nha. Nó xạo mất lọc luôn.
từ từ nha mấy chị nha, cái mã này người ta còn sao không chứ em ấy em không mã này, tại mấy chị biết sao mã này á. Ủa nó là gì vậy, có thử đi ông, nó lấy sai rồi đó. Rồi nha mấy chị nhá. Ủa không có cái thôi ôi, 35, 36, 38, 39, mấy chị biết bao nhiêu không? 99.000 lên đơn lượm kèo. Quá đẹp, quá sang luôn. Màu trắng 37, như 36, 37, 36, 37. Ơ lộn, không có 37, 36, 38, 39 ha, 36, 38, 39 nha. Chanel, Chanel hả? À 35 nữa, 35, 36, 38, 39, 35, 36, 38, 39. Mọi người ơi, có 99.000. Trời ơi, rẻ quá trời luôn á. Đôi này không mấy bữa không bao giờ dưới giá 120 mấy ngàn đâu nha mấy chị. Đây mấy chị nha, chị ra lại lên giùm em ạ. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị nào lấy lên giùm em ha. Cứ chị em trắng Chanel 38 cho chị Hương, Hương Lu luôn. Trắng Chanel em có size là 36, 35, 36, 38, 39 nha. 35, 36, 38, 39 chỉ có giá là 35, 36, 38, 39 chỉ có giá là 99 ngàn. Đẹp quá trời luôn, chị nào lại lên giùm em nha mấy chị nha. 35, 36, 38, 39 màu đen, màu đen là màu đen đã còn sai như vậy. Màu đen hình như có sao 35, 36 không sao phải không? 35, 36, 37, 39 giờ nêu trắng 39 với chị Nguyễn Nguyên luôn. Màu đen có size 35, 36, 37 luôn hả? 35, 36, 37 có không? Có, có. 35, 36, 37, 39 hả? Màu đen có size 35, 36, 37, 39. Trắng 39 có cho chị Nguyễn Nguyên. Trắng 39 cho chị Ngọc Lan Hồ luôn. Giày nữ UA màu đen 38 và 40. Ok chị nè. Rồi nha mấy chị nha. Còn không chị Xuân Nguyễn ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. Màu màu trắng, Chanel màu trắng 35, 36, 38, 39 ha. Màu đen 35, 36, 37, 39 nha mấy chị nha. 99 ngàn à. Nó lẻ sai hết trơn rồi mọi người ơi. Lẻ sai hết trơn. Chị em nào có lấy thì lên nha, có 99 ngàn nha mọi người nha, có 99 ngàn à. Lẻ sai hết rồi mấy chị. Lẻ sai chị nào lại lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha. Không có áo cúp ngực nha Ngọc Tuyền ơi. Màu nè 37 hả? Bình Yên cho lấy màu đen á, có thử màu đen có không? Màu đôi phải không? Màu đen cho Bình Yên nè, 99 ngàn. Rồi mấy chị màu đen thì có size ủa, màu đen phải không? Rồi, ủa cái này size nhiêu vậy? Vậy là hết rồi phải không? Hết 37 rồi. Trúc vỏ hết, trúc vỏ hết. Duyên Hà hai màu 38 có màu trắng thôi nha, Duyên Hà nha, hết màu đen. Bình Yên có nè, nhưng mà trúc vỏ hết màu đen 37 rồi. À, trắng 38 cho chị chẳng gì à. Xuân Nguyễn hết luôn. Mấy chị ơi màu đen bây giờ em chỉ còn 35, 36 và 39 thôi nha. 35, 36 và 39 thôi. Ủa 39 có không vậy? Có, có rồi. 39, 39. Ly Xuân hết, Xuân Nguyễn hết, Trúc Võ hết. Rồi nhưng mấy chị có màu kem. Màu kem còn xa là 35, 36, 38, 39. Màu đen 35, 36 và 39 nha mấy chị nha. Nhưng mà mỗi size nó chỉ có 1 đến 2 đôi thôi mấy chị. Trắng 36, chờ nêu trắng 36, dép lao đỏ 37 cho chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng. Trắng, trắng 36. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. À, chị nào lấy giùm em ha, quy rõ giùm em nha mấy chị nha. Chờ nêu màu trắng 35, 36 ha, 35, 36, 35, 36 nha mấy chị nha. 35, 36. Ủa sao ổng nó hết, có ăn đôi hả? Rồi cho mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. Ủa từ từ mấy chị, từ từ rồi. Hồi hồi ổng thử mấy cái mẹ này, ổng có sale không? Đợi mất công nữa nè. Ui có 38 nè. Hồi ông thử ổng có sale không? Đợi mất công mình mấy ngủ với sale mấy con. Chút mà ông lấy không lấy sale của mình chết luôn. Rồi mấy chị nha, chị nêu 39 được. Chị nêu có 38 nè, chị Lê Xuân đợi em xíu nha. À, 3 hộp chống nắng nano, 1 xích kem đánh răng và 1 đôi dép lào 38 màu đỏ. Ok chị Minh Vi. Ui màu đen nó có 38 nữa mấy chị ơi. Màu đen có 38 thì hỏi ông thử ông có sale không? Để từ từ nha mấy chị nha. Tại vì ông thì nói sale mấy cái size kia rồi, mà không biết cái size nọ có sale không. Ui có nè mấy chị. Ông sale có nè mấy chị, có nè. Màu đen có size 35, 36, 38, 39. Màu đen có size 35, 36, 38, 39 99 nha. 35, 36, 38, 39 99 nha.
Có nhưng chị Mỹ Nương ơi, nhưng mà bây giờ em đang ở kho dép rồi. Chị cứ lấy thì chị cứ lên đơn giùm em nha. Hàng em ở khách sạn rồi. Dép NY màu xanh số 43, ok chị. Đúng size nha Thùy Ngô, không tăng không giảm giùm em. Lưu ý giùm em nha. Chờ neo trắng em có size 35, 36, 38, 39, 99 ngàn. Chờ neo đen 35, 36, 38, 39, 99 ngàn luôn nha. Quá đẹp. Trắng 35, 36, 37, 38, quên, trắng 3, nói chung là không có 37 đi. Vậy đi. Nha, nó có hai màu, màu trắng và màu đen. Trời ơi đã quá. Chị nào ưng trắng lên trắng, chị nào ưng đen lên đen giùm em. Và lấy chờ neo 38 cho chị Ly Xuân. À. 38 hả? Rồi ok chị Ly Xuân này. Màu đen 36, 38, 39, màu kem 36, màu trắng 36, 38, 39, 99 nha. Nha mọi người nha. Rẻ quá trời luôn mọi người, rất rẻ luôn nha. Rất rẻ luôn á mấy chị nào lại lên giùm em ha, cực kỳ rẻ luôn nha mọi người nha, cực kỳ rẻ luôn. Chị em nào lại lên giùm em ha. Chị em nào lại lên đơn nha mấy chị nha, 99 ngàn à mọi người. Có 99 ngàn à, rẻ quá trời. 99 ngàn thôi nha mấy chị nha, 99 ngàn à. Có 99 ngàn thôi mấy chị. Chờ nó đen 36 cho chị Kim Lưu, cho chị Châu Trang đen 37 hó. Ồ 39, Châu Trang 39. Rồi mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. À. Chị nào lại lên giùm em nha. Đen 38 cho chị Trúc Võ luôn, cho chị Kim Như Lưu luôn. Chị nào lại lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lại lên đơn nha mọi người nha. Rồi nhưng mấy chị nào lại lên đơn ha. À. Ủa có 37 đôi nữa nè. Ủa 37 có nè. Vậy là chốt cho chị Trúc Võ một đôi 37 đi. Chị Trúc Võ ơi, chị lấy chị ok giùm em nha. Được một đôi đen 37 nha Trúc Võ. Lấy thì nhắn em liền nha Trúc Võ ơi. Trúc Võ lấy thì nhắn liền nha Trúc Võ ơi. Trúc Võ được một đôi đen 37 nè, coi lấy nhắn lên liền nha. Sương Nguyễn một đôi đen 37 luôn. Sương Nguyễn một đôi đen 37 luôn. À, Sương Nguyễn có lấy thì ok lên giùm em nha. Sương Nguyễn với Trúc Võ. Rồi ok chị Trúc Võ này, chị neo trắng 38. Rồi vậy là hết rồi phải không? Ok chị Nguyễn Văn Trang này. Vì Trúc Võ 37 hả? Vậy là chị lấy 37 chị không có lấy 38 thôi. Vậy đừng lấy 38 nha chị. Đen 39 cho chị Loan Đặng. Cho chị đen 37 cho chị Sương Nguyễn. Vậy là Trúc Võ một đôi, Sương Nguyễn một đôi. Trúc Võ mới nãy ghi 38, bỏ cái đôi 38 nó ra đi. Rồi nha mấy chị nha. À, chờ neo trắng 30, 38 cho chị Nguyễn Văn Trang. À, chờ neo trắng 39, có thử trắng 39 còn không? Thứ 38 hả? Thứ 38 gì hết nữa nè. Chị nào thiếu Thùy Ngô hết à, vậy là hết rồi, chị lấy 37 rồi thôi, đừng thêm nữa, hết rồi, hết rồi. Đây với chị nha. Rồi nha mấy chị nha, dép Lào đen 37, xanh dương 37, tím 37, nhớ tăng một size nha chị. Không không lấy nha Yuki ơi. Đây mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi, ra mẫu tiếp cái bánh mì kẹp kia. Ở cái này đó, đâu? À xanh đan. Được. Này mấy chị. Mã có gửi thăm nụ đó không vàng vàng mới cho chị. Ủa vậy là cái đơn của chị là chị đặt sau cho nên là nó lên đơn sau rồi chị. Chị inbox qua tin nhắn đi mọi người. Mấy cái vấn đề đó mấy chị qua tin nhắn, mấy chị hỏi em chịu luôn á. Ví dụ nha, ví dụ chị đang mua
xong rồi cái qua ngày hôm sau nó chốt đơn chị, cái chị ok là nó đi cái đơn đó rồi, cái xong vậy cái đầu chị đặt thêm hàng nữa, là cái đơn đó là đã đi rồi, cái đơn mà chị đặt sau á là đầu nó chị chốt sau cho chị nữa đó, chứ nó không có phải là ấy đâu. Chị cứ nhắn tin nhắn giùm em nha, là với chị nha, xanh dương ok chị. Mấy chị mà liên quan tới đơn hàng, mấy chị inbox có hết tin nhắn chứ em không có giải quyết cho được đâu nha mấy chị nha. Tại vì em đang ở Thái, thứ nhất là em chỉ có like thôi, ví dụ mấy chị hỏi hàng đồ này kia thì em biết mở. Chứ còn mà tin nhắn là cái đứa nó chốt đơn cho mấy chị nó mới nắm rõ được. Chứ còn em không có chốt đơn nha mọi người nha. Em chỉ chốt, em chỉ bán hàng thôi. Còn chốt đơn là có mấy đứa nó chốt đơn, nó sẽ có đứa nó theo dõi cái đơn của mấy chị là nó sẽ biết liền ha. Là cái đơn chị sao là nó biết liền hết. Còn em á thì em chỉ có like thôi nha mọi người. Trời ơi, em không có siêu nhân nha mấy chị nha. Em like không mà cũng mệt quá trời rồi. Còn đơn hàng thì vẫn có người chốt. Mỗi người cái tên nó theo cái chữ của mấy chị là có đứa nó quản lý hết nha mấy chị nha. Cái chữ của chị là cái chữ gì là cái đứa nào quản lý là nó có riêng hết nha. Chị nói cái là nó biết liền à. Rồi nha mấy chị nha, cái này là xanh banner. Cực kỳ êm chân luôn, rất 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 là êm chân luôn. Và đặc biệt một điều này mấy chị, mình có thể tháo cái quai đó nó ra mình mang như dép được luôn. Mấy chị coi nè. Đó, mang nhiều dép rất là đẹp không? Mình gắn cái quai vô mình mang như sandal nha. Cái đôi này là 220.000 một đôi. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Sandal này nó có size nhiêu vậy? Còn người ta không size nhiêu. Đây mấy chị nha, sandal này còn size bao nhiêu? Sandal này nha mấy chị nha, màu cái size là 35 37 39. Nha mấy chị nha, cái size màu trắng thì 35 37 39 ha. Màu đen 35 37 39 nha mấy chị nha. 35 37 39 giùm chị em ạ. Nha mấy chị, màu đen 35 37 39 nha mấy chị nha. Sandal màu kem, ồ màu kem có 35 mà 39 nha mấy chị. Màu kem 35 mà 39 á. Màu đen 35 37 39. Mấy chị ưng mấy chị mang như dép cũng được, mấy chị ưng mấy chị mang như sandal cũng được nha mọi người nha. Màu kem thì chỉ còn size 35 và 39 thôi, còn màu đen thì 35 37 39. Mấy chị ơi, hôm nay em gom cho mấy chị đôi này còn có giá 75.000. Em bao cho mấy chị, em bao hết tất cả luôn, em bao hết cho mấy chị nghe. Chỗ nào bán mấy chị rẻ hơn dưới 79 em tặng thêm mấy chị 10 đôi nữa. Em nói thiệt mấy chị luôn, cái này là đang ở tại kho mấy chị. Hồi cái lúc mà em dẫn mấy chị đi vòng vòng ở Bangkok của mấy chị, em vòng vòng đi chợ đêm cho mấy chị coi á. Mấy cái đôi này mấy chị mua vô là hết 150 bạc một đôi nha mấy chị nha. Không rẻ hơn dưới 150 bạc đâu. Bữa nay họ bên kho sale còn có 75.000 à. Chị em nào lấy thì lên ha. Gửi chị em là sandal màu đen 35, 37, 39 đúng size giùm em nha. Sandal màu trắng 35 và 39 thôi. Mấy chị nhớ ghi đúng size giùm em nha, không có được tăng size nha mấy chị. Đúng size thôi là được rồi chứ không cần phải tăng size đâu. 35 37 39 ha. Sandal đen 35 37 39. Sandal kem 35 và 39 thôi. 75.000 một đôi. Nha mấy chị, 75.000 một đôi và nó im chân, rất là im chân luôn, im chân cực kỳ im luôn nha mấy chị nha. Mấy chị tháo ra mấy chị mang như dép nó cũng đẹp, mà mình mang như sandal nó cũng đẹp nha mấy chị nha. Mua được rồi em mua thêm nữa cho cháu. Trời ơi em nói thiệt mấy chị nha, mua thử đi mấy chị, im lắm nha mọi người, mua im lắm. Chị nào lấy thì ghi cho em là sandal kèm màu kèm size, sandal kèm màu kèm size. Màu đen 35 37 39 75.000. Màu kem, màu trắng chứ, màu trắng 35 và 39 75.000 luôn. Có 75.000 thôi nha mọi người nha, có 75.000. 35 37 39 nha mấy chị. Ha, màu đen 35 37 39 75.000, màu trắng 35 và 39 75.000. Chị em nào lấy ghi rõ giùm em nha, sandal kèm màu kèm size. Sandal kèm màu kèm size giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Màu kem 39 cho chị Hoàng Phạm luôn. Màu trắng 39 cho chị Ngân Nguyễn luôn. Shop em thì ở Tuy Hòa Phú Yên nha mấy chị, ship toàn quốc là 29.000 cho kiểm tra hàng trước khi nhận ạ. Đen 37 cho chị Nguyễn Thanh Hai luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ, 75.000. Mang gì không im chân cho trả hàng nha mọi người. Các bạn coi này. Coi này, sướng không? Nó êm cực kỳ luôn á. Nha mấy chị nha, nó êm cực kỳ luôn. Màu trắng 30 35 và 39 ha. Màu đen 35 37 39. Trời ơi, có 75.000. Rẻ ơi là rẻ luôn. Màu trắng. Rồi em chú của chị rồi nha chị ơi. Màu trắng em chú của chị rồi. Sandal đen và trắng 35. Ok chị Vinh Hiền. Màu đen 35 và 39. Đúng rồi. Cái mã này em mới gom với chị mã này nữa nè. Rồi chị nào lại lên giùm em nha. Tháo ra với chị mang như dép cũng được, với chị mang như sandal cũng được. Nhưng mà em rất là thích mang như dép nha mọi người. Em tháo cho mấy chị coi nè. Đẹp không? Em tháo với chị qua nè, mấy chị mang vô chân đẹp lắm nha.
Nè mấy chị, mình áo mình mang đi chung đẹp lắm nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn mấy chị. Trời ơi mang cái này sướng lắm mọi người. Im im ru luôn của mấy chị. Ha, im lắm, im cái chân lắm mà chị có giá 75.000đ, đang rẻ quá trời rẻ luôn. Rồi chị nào lấy ghi giùm em ha, ghi giùm em là sandaner nha mấy chị nha, kèm màu kèm size. Sandaner kèm màu kèm size. Rồi cái mã này. Lâu lắm rồi mới thấy ha. Ở shop em hết hàng mã này. Ở bên kho nó còn sale này mấy chị. Đây là mã chữ gót mà đớ cao này. Đớ cao 4 phân nha. Cái mã này nó còn size 40. Có coi thử còn size bao nhiêu, còn size bao nhiêu. 36, 37, 38, 39, 40 nha mấy chị nha. Cái này thì mấy chị gửi chị em là dép dép hồng mã 2. Mã 1 hả? Cái này mã 1 hồi trước mình đọc mã nào ta? Này mấy chị mã 1 hả? Dép hồng mã 1 nha mấy chị nha. Dép hồng mã 1 36, 37, 38, 39, 40 nha mấy chị. 36, 37, 38, 39, 40. Dép hồng mã 1 36, 37, 38, 39, 40 nha mấy chị. Dép hồng mã 1 36, 37, 38, 39, 40 36, 37, 38, 39, 40. Dép hồng mã 1 36, 37, 38, 39, 40. Từ 125.000 một đôi. Bữa nay gom sale mấy chị 65.000 một đôi. Rồi dứt liền, dứt liền, dứt liền nha mọi người ơi. Coi nè, quá đẹp chưa, quá xuất sắc chưa. 40 một giày lười nam, 41 một đôi nội y xám. Gộp giùm chị nha. Dạ ok chị nè, mã 136 cho chị Phương Phương. Có ba bên mà giỏi quá chừng luôn. Cảm ơn chị vui vẻ nhiều nha. Bây giờ phải ráng mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, không làm cũng phải ráng. Rồi những mấy chị 36, 37, 38, 39, 40 36, 37, 38, 39, 40. Rồi đưa tiếp màu nữa. Trời ơi 65.000. Quá đẹp. Coi thử nó có xài nữa. Này mấy chị mấy hôm em gom mấy chị cái đôi này toàn tới 125.000 một đôi nha. Nó xạo mất lọc nha mọi người. Em gom mấy chị toàn 125.000 một đôi. Nó xạo mất lọc luôn á. Sandaner trắng size 35 cho chị Mỹ Yên. Rồi những mấy chị nha. 38, 39, 40 nha mấy chị nha, trắng ha. Gửi cho em là dép mã 1 trắng 38 38, 39, 40. Dép mã 1 trắng 38, 39, 40. Hồng 36, 37, 38, 39, 40. Đen nữa, có màu đen. 65.000. 65.000. 65.000 rồi mọi người ơi, 65.000. Màu đen nữa, quá trời quá đất luôn. Cái màu đen có size nhiêu? 36, 37, 38, 39, 40 phải không? Rồi, ơi chị mẹ. Gì con đôi hả? Con đôi khỏi bán đi. Màu đen còn 40 à. Thì mấy chị nha, hết rồi. Màu đen. Ủa, trời hết rồi mấy chị à. Hiền gì ổng xả rỉ. Này mấy chị, cái này màu đen còn size 40 thôi. Đế cao 4 phân em, đế cao 4 phân. Dép mã 1 màu đen không có 36 em. Màu đen chỉ có 40 thôi em. Màu hồng 36, 37, 38, 39, 40 còn có được. Cái size nó chỉ còn có được 1 tới 2 đôi thôi nha mấy chị nha. Màu kem còn 36, 37, 38, 39. Phải không ta? Màu kem là còn size 38, 39, 40. Màu đen chỉ có 40 thôi. Mã 1. Màu hồng 39 với chị Hồng Phạm. Màu đen 36 Nguyễn Nga không có nha. Màu đen chỉ còn 40 thôi. Màu đen 40 cho Mỹ Linh, màu đen. Màu hồng 39 trước cho chị Hồng Phạm. Màu hồng 39. Màu hồng 39 cho Hồng Phạm này. Không. Đây. Rồi nha mấy chị nha. Màu hồng là 36, 37, 38, 39, 40. Màu đen chỉ có 40 thôi. Còn màu trắng là 38, 39, 40. Màu đen không có 38 đâu chị ơi. Mấy chị nghe kỹ cái size giùm em nha. Màu đen chỉ có 40 thôi. Màu trắng 36, 37, 38, 39, 40. Màu trắng là 38, 39, 40. Màu hồng 36, 37, 38, 39, 40 nha mấy chị nha. 65.000 à mọi người. 65.000 thôi nha mấy chị nha. Còn 38 không? Lấy như chị Hà Nguyễn đôi 38 còn. Đó. Rồi Hà Nguyễn được một đôi 38 luôn. Bấm luôn cho Hà Nguyễn. Và 36 thì 36 có không cho chị hết rồi hả? Màu đen chỉ còn 40 thôi nha. Dép mã 1 màu kem 40 cho chị Hồng Phạm. Màu trắng 38 chị Hà Nguyễn ơi, em chốt chị cái đen 38 rồi. Chị muốn lấy thêm ba trắng 38 không? Nè. À thôi đó cũng được. Đây nha mấy chị nha. Màu màu đen chỉ còn 40 thôi. Màu màu kem á mấy chị, cái này không phải trắng tinh đâu mà nó là màu kem nha mọi người nha. Màu kem.
Màu kem 38 39 40, màu hồng 36 37 38 39 40, 65.000. Rẻ quá trời. Nha mấy chị nha, rẻ quá trời luôn. Chị nào lấy lên giùm em ha. Rẻ quá trời luôn nha mấy chị. Màu kem còn 40 thôi. Ơi, màu đen giờ còn 40 hả? Màu đen giờ còn 40 thôi nha mấy chị nha. Màu kem á. Màu kem giờ còn 40 thôi. Này 38 nè. Rồi mấy chị nha. Rồi, hello chị Hoa Hướng Dương. Màu trắng là còn, màu kem thì còn 38 39 40. Màu đen á thì còn 40 thôi. Màu hồng á thì còn 36 37 38 39 40. Gì hả chị đang like? Từ từ chị nhắn lại cho. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ha. Rồi màu hồng 39 cho chị Mỹ Nhung luôn. Đen 40 cho chị Hồ Nhi, là hồng 39 cho Mỹ Linh. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. Hồng 39 đen 40 cho chị Hoa Hướng Dương. Hồng 37 có luôn cho chị Tâm Nguyễn. Hồng 36 37 38 39 40. Kem chỉ còn 40 thôi. Đen cũng chỉ còn 40 thôi. Một tiếp chị ngứa là tiếp gì? Hồng 36 cho chị Trần Vĩ, tiếp chị ngứa là tiếp gì ta? Tiếp chị ngứa là tiếp gì chị? Tiếp chị ngứa là tiếp gì? Ba bảy một đôi, Tâm Nguyễn là một đôi ba bảy, hồng một đôi ba bảy, một đôi ba tám. Rồi những mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi những mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em, những mấy chị nha, có 65.000 thôi nha mọi người, 65.000 à. Chị nào lấy lên giùm chị em nha mấy chị nha, 65.000. Còn cái đâu này nữa này mấy chị, bánh mì kẹp này nè, mấy chị nào ưng thì nói em nha. Bánh mì kẹp này nè mấy chị, à mất rồi, bánh mì kẹp màu trắng 39, màu đen 40, à đây 39 có đôi nè. Cho chị Trần Hà 39 màu trắng còn đúng một đôi luôn. Màu đen lấy đôi cho chị Trần Hà. Rồi em màu trắng chỉ còn 40 thôi nha mọi người. Em bấm. Chị Trần Hà có nha, chị Hồng Vĩ có. Rồi này mấy chị, chiếc bánh mì kẹp. Bánh mì kẹp màu hồng chỉ còn size 39 40 thôi. Mấy hôm em bán với chị hình như là 115 225 ta, quên mẻ rồi. Nói chung là 115 225 ngàn tiền đôi á. Ha. Hôm nay em gom cho mấy chị còn có giá 67.000 đôi luôn. Màu hồng còn size 39 40. Ở đâu màu trắng nữa? Có màu trắng nữa. Màu hồng. Màu trắng nữa, cần đôi màu trắng nữa. Cần đôi màu trắng nữa. Cái màu đen có size nhiêu? Màu đen có thì mấy chị, màu đen mấy hôm nữa em không còn đôi luôn. Màu đen thì còn size 35 36 35 36. Màu đen còn size 35 36, 39 40 nha mấy chị nha. Coi. Màu trắng màu đen. Màu trắng. Lấy size màu trắng. Bánh mì kẹp 38, từ từ á chị ơi, đợi coi thử. Không, 38 sợ không có hàng ạ. Có thử, em hỏi anh ta thử cái mẫu này còn chính xác hay là còn xa bao nhiêu. Mẫu này coi thử chính xác. Màu đen 40, bánh mì kẹp có 67.000 à. Má nó êm mà phải, nó êm mà êm lắm nha mấy chị nha. Màu đen coi thử có 40 không. Màu đen cho Mỹ Hiền có 40 nè. Ủa, đâu màu trắng đâu. Rồi nha mấy chị nha, hỏi ổng thử cái sai không liệt liệt ấy. Rồi mấy chị nha, màu đen. Mấy chị biết sao mỗi lần em qua đây em mắc tiểu, không có chỗ đi tiểu mấy chị ơi. Mắc đái quá mọi người ơi, mắc đái nãy giờ luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn nha mọi người ơi. Đâu ổng rồi. Hay ổng thử cái xe ô nha, biết mãi gì trời. Liệt đi. Rồi nha mấy chị nha, bánh mì kẹp màu đen 39, màu hồng 39 hả? Màu hồng có 39 này, màu đen coi thử đi, coi thử đi kiểm đi. Hỏi ổng kiểm cái size đưa mình coi biết mẫu mình bán chứ. Màu trắng nữa này mấy chị. Màu trắng thì 39 40, màu trắng 39 40 nha, bánh mì kẹp màu trắng 39 40.
màu 39 40, màu đen á thì ngưng màu đen lại nha, ngưng màu đen lại nha mấy chị hả. Đen là 35 36 hả, 35 36 và 39 40. Màu đen thì còn size 35 36 và 39 40, chỉ là màu trắng là còn size 39 40 thôi, màu hồng còn size 39 40 thôi nha mấy chị nha, màu hồng còn size 39 40, màu trắng còn 35 36 nữa, màu trắng còn 35 36 và 39 40. Trần Thảo không có 38 nha. Vậy là chị Mỹ Yên có nè. Ủa rẹt rẹt đi lấy đi, màu đen có cho Mỹ Yên nè. À nha, à, cho chị Hoa Hướng Dương nè, à, cho chị Thúy My Su nè, cho chị Nguyễn Nga nè. Trần Thảo không có nha. Trần Thảo hả? Trần Thảo hết rồi Trần Thảo ơi. Đây cho mấy chị nha. Màu trắng 38 không có nha chị Minh Khoa Đặng. Màu trắng không có. Trắng 39 40 có luôn. Màu đen 40, ok chị Duyên Hà này. Màu trắng là có size 35 36 và 39 40, 67 ngàn. Rồi cái này chị ngưng lại quá. Màu hồng thì có size 35, màu hồng thì có size 39 40. À, bánh mì kẹp màu hồng có size 39 40, bánh mì kẹp màu trắng 35 36 và 39 40 nha mấy chị nha. Không biết màu đen còn không nữa, đợi chút xíu không mấy chị. Ủa? Kiểm nào, kiểm số lượng nào, biết nó còn hay không còn chứ. Kẹp đen 39 40 cho chị Phạm Phương. Để coi thử mấy chị ơi, có không vậy? Rồi cho mấy chị nha. Còn màu hồng với màu trắng đi mấy chị, màu đen ngưng lại cái nha mấy chị nha. Màu hồng á thì 36, màu hồng á thì 39 40, màu trắng thì có size 35 36 và 39 40 thôi. Nha mấy chị. Màu đen vẫn còn phải không? Chỉ là lấy cho chị Trần My màu đen 36 này. À, cho chị Phạm Phương này màu đen 39 40 này. Trắng 36 cho chị Trần Vĩ luôn này. À, Trần Vĩ có đen rồi giờ lấy trắng nữa hả? Trắng 36 cho chị Hoa Hướng Dương luôn. Trắng 35 36 và 39 40, hồng 39 40, đen 35 36 và 39 40. Nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm chị em ha. Nha mấy chị nha. Đen 39 cho chị Bình Lê luôn. Rồi coi thử còn không biết nào ngưng lại cái đen cho đen chút có con có trả đơn đó. 35 3361. Chị Đờ Nguyễn ơi, chị lấy cái gì vậy chị, màu nào? Giờ màu trắng thì may chăng chứ còn màu đen sợ không còn nha chị. Bánh bi kẹp màu đen 36. Màu trắng 36 cho chị Phạm Phương. Kẹp đen 40 cho Thúy Bùi. Ủa vậy có đủ không vậy? Bấm điêu ra hết đi, cái này chị không có nào đọc lọt. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em. Giúp làm hả? Giúp kẹp. Đúng không em? Ờ đúng, đúng rồi, giúp kẹp. Cái này là giúp bánh mì kẹp mà. Màu trắng thì 35, 36, 39, 40. Màu đen ngân lại nha mấy chị nha. Màu đen không nặng đơn nữa. Màu gì cũng được em. Chỉ giờ chị còn mỗi có màu trắng à. Màu trắng có thử có đủ không? Màu trắng là chị lấy, màu trắng là chị lấy là 35 3 đôi, 36 1 đôi. Màu bánh mì kẹp màu trắng 35 3 đôi, 36 1 đôi. Màu trắng 36 với bánh mì kẹp. Dạ ok chị Trầm Nguyễn này. Đây, cứ bấm nêu ra ok. Càng tốn hả? Phái màu trắng ha, là chị ý chị là chị phái màu trắng ha. Màu đen hết sạch rồi chị. Màu đen ở shop em hỏi mấy bà tìm một đôi cũng không ra luôn nha. Hết sạch mấy chị. Đó, chỉ là chị nào không có, bỏ đơn ra. Đưa ở đây đọc lại. Rồi, không nhận màu đen nữa nha mấy chị nha. Giúp lào đá hả? Giúp lào đá hả? Giúp lào đá, hỏi ổng có hàng không? Giúp lào đá. Giúp lào đá, giúp lào đá. Lấy cho chị 3 màu ấy. Còn giúp đây là giúp lào nha mấy chị nha, giúp lào. Trời ơi, thấy chưa? Một nùi chị này, không có hàng này. Chị Bình Lê kẹp đen 39 hết. Chị Thúy Bùi kẹp đen 40 hết. Chị Hoa Hướng Dương kẹp đen 40 hết nha chị. Hồng có nha. Chị Hoa Hướng Dương ơi, à, màu đen kẹp đen 40 hết. Chị có hồng thôi. Chị Bình Lê màu đen 39 hết. Chị Thúy Bùi 39 hết nha chị. Ba chị này không có size 39 nha. Màu đen hết. Nó còn màu trắng hoặc màu hồng mà. Mấy chị nào ưng trắng lấy trắng, ưng hồng lấy hồng giùm em nha. Rồi còn giúp lào này là 39 ngàn nè. Nhưng mấy chị giúp lào 39 ngàn. Đế cao 3 phân. Mà bữa nay nè, nó có size là 36, 37, 38, 39, 40 lận nha mấy chị nha. 36, 37, 38, 39, 40. Chị Đờ Nguyễn có hàng hả? Dạ ok chị, em nói bạn làm đơn qua tuần. Đi nhanh vì về quê hả?
em nói bạn làm đơn qua từng đi nha, để nó em kêu nó bấm cái bill rồi nó thấy, nhưng mà ngày mai mới chốt được nha chị nha, ngày mai nó mới chốt được chứ bữa nay nó chốt liền không được đâu. Rồi gửi cho em giúp Lào màu xanh dương, à, xanh ngọc 36, 37, 38, 39, 40. Nhưng mà giúp Lào nó size nó hơi nhỏ cho nên mấy chị phải tăng một size giùm em. Ví dụ bình thường mấy chị mang 35 thì lấy 36, mang 36 thì lấy 37, mang 37 lấy 38, mang 38 lấy 39, mang 39 lấy 40. Có 39 ngàn một đôi thôi, rất là đẹp luôn nha. Giúp Lào màu xanh ngọc 36, 37, 38, 39, 40, 39 ngàn. Nhớ tăng một size nha mấy chị, lấy đúng size là bị chặt á. Rồi màu tím 36, 37, 38, 39, 40. Màu tím 36, 37, 38, 39, 40, 39 ngàn luôn. Màu xanh dương 36, 37, 38, 39, 40, 39 ngàn. Kệ nó mấy chị, có 39 ngàn một đôi thôi nha mấy chị nha. Nhưng mà mấy chị mang hoài luôn. Mã hổ nó im chân lắm nha mấy chị nha. Mà nó gọn, nó thoáng, nó sạch sẽ cái chân, mà nó sang cái chân so với lại cái dòng bệt. Bệt thì mang nó xịt thế này, ví dụ như nó dễ bám bụi và nó dễ bị dơ. Nhưng mà riêng cái này mấy chị mới dễ bị dơ chân á. Cái này đỡ là nó cao á, cho nên là mấy chị mang nó vừa sạch mà nó vừa sang nha. Xanh dương 36, 37, 38, 39, 40. Màu tím 36, 37, 38, 39, 40. Xanh ngọc 36, 37, 38, 39, 40. Lưu ý giúp em, mang 35 thì lấy 36, mang 39 thì lấy 40. Nếu lấy đúng size sẽ bị chật. Nha mọi người nha. Rồi, màu đỏ 36, 37, 38, 39, 40. Này mấy chị, màu đỏ nha. À, dễ họ em cảm ơn chị Đờ Nguyễn nhiều. Màu đỏ 36, 37, 38, 39, 40. Màu đỏ 36, 37, 38, 39, 40. À, rồi, màu trắng 36, 37, 38, 39, 40. Màu trắng 36, 37, 38, 39, 40. 39 ngàn à. Nha mấy chị, màu vàng 36, 37, 38, 39, 40. 39 ngàn luôn. Màu vàng 36, 37, 39, 40. Nha mấy chị nha. 36, 37, 38, 39, 40. Màu vàng 36, 37, 38, 39, 40. 39 ngàn. Chị nào ưng vàng lên vàng, vàng 36, 37, 38, 39, 40 ha. Rồi mấy chị nha, em không có gom nha chị Thuyền Ngô. À, màu tím 37, 38, 39, 40. Ok chị Hoa Hướng Dương. À, cho chị Kim Lưu luôn. Rồi mấy chị 39, chị Chanh Dĩa là đổi lại chị Giếp Lào là sao 39 nha chị nè. Rồi màu trắng 36, 37, 38, 39, 40. Màu đỏ, chừng á, chị chốt đơn á, nếu mà chị đổi giùm em nha, chừng chốt đơn chị coi thử nó ghi cho chị là 38 hay 39 nha chị nha. Nhiều khi họ kiểm nó sợ bị sai á. Rồi màu đỏ 36, 37, 38, 39, 40. Màu tím 36, 37, 38, 39, 40. Màu xanh dương 36, 37, 38, 39, 40. Màu xanh ngọc 36, 37, 38, 39, 40. Lưu ý giúp em nha, nhớ tăng một size thì nó mới vừa. Mấy chị mà lấy đúng size là nó sẽ bị chặt nha mọi người nha. Tăng một size giùm em nha mấy chị nha, tăng một size giùm em ha. Xanh dương 37 và 38, 39, 40. Ok chị, bữa nay nó có tới 40 lần nha mấy chị nha. Bình thường nó tới 39 thôi, mà bữa nay được 40 nữa. Phái, rất là phái luôn nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ạ. À, màu trắng 40, ok chị luôn. Màu trắng 36, 37, 38, 39, 40. Nó có 7 màu ấy nha mọi người. Nó có 7 màu nha. Rồi nha mấy chị nha, giúp là xanh dương, ok chị. Rồi, màu xanh dương 36, 37, 38, 39, 40. Màu đỏ 36, 37, 38, 39, 40. Màu tím 36, 37, 38, 39, 40. Màu vàng 36, 37, 38, 39, 40. Màu trắng 36, 37, 38, 39, 40. Màu xanh ngọc 36, 37, 38, 39, 40. Rồi, 39 ngàn. Chị nào ưng màu nào lên cho em màu đỏ nha. 39 ngàn. 39 ngàn nha mấy chị nha, 39 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lại lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lại lên đơn giùm em nha. Mấy chị ơi, chắc em phải đi xin người ta đi toilet mấy chị ạ. Rồi mấy chị nha, em đi xin nha, em đi xin đi toilet đó hả mấy chị. Ôi em ngồi, thật chịu nổi luôn mấy chị, thốn quá. Rồi mấy chị nha, cho dép một đôi dép màu đen 39 luôn nội. Nội đâu có màu đen chị. Nội nó có màu xám với màu xanh. Nội xanh và nờ y xám nha chị nha. Em đi xin đi toilet nhỏ á mấy chị ơi, ui mắt tiểu quá. Màu xám với màu xanh rồi chị lấy màu nào từ 35 cho tới 40 97 vân, từ 35 cho tới 43 97 ngàn. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy thêm em ạ. Xanh ngọc 37 38 39. Ok chị Hoa Hướng Dương ơi, đợi em xíu nha mọi người.
Ôi, khỏi đi. Đi xa quá. Đi xa quá ngại. Chui vô buồng của người ta ngại quá. Chị Trần, chị Trầm Tuyền lên số điện thoại. Màu đen. Ủa, NY nó đâu có màu xám. Ủa, màu xám, hai đôi NY xám. Xám hả chị Trầm Tuyền? Xám, lên số điện thoại nha chị Trầm Tuyền ơi. Rồi, NY xám nha mấy chị nha. NY xám à, từ 35 cho tới 43. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Nam thì đúng size, nữ thì tuột lại size giùm em nha. Nữ bình thường mang 40 lấy 39 thôi, còn nam 40 thì lấy 40 giùm em nha. Rồi, còn xanh từ 33 từ 35 cho tới 43 luôn. Xanh thì từ 35 cho tới 43 luôn nha mấy chị nha, 97 nha. Rồi chị nào ưng xanh lên xanh, chị nào ưng xám lên xám giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, qua mẫu ha. Cái dép Chanel à, Chanel theo. Và cái dép Chanel theo này thử xa bao nhiêu vậy? Chanel theo màu đen với lại màu nâu. Nội xanh 40 cho ly trần luôn. Nè mấy chị, cái này mấy hôm em bán mấy chị là 220.000 một đôi. Nam nào nữa hả? Giúp nam nào nữa hả? Đợi em xíu nha chị nha, đợi em xíu. Rồi Chanel dép lào xanh dương 38, tím 39, một đôi đen 40, một đôi đỏ 40, ok chị. Nè, cái này là Chanel theo dùm cho em ha. Nha mấy chị nha, mấy bữa em bán mấy chị là 220.000 một đôi. Bữa nay kho sale còn có 155.000 à. Nha mấy chị. Cái đôi này là do mắc lắm. Đôi này có size không biết, coi thử con size bao nhiêu. 36, 39. 36, 39, 40 hay sao ạ. Nha mấy chị nha, 155.000 nha mấy chị nha. Một đôi sáng thôi. Ờ đúng rồi, một đôi sáng thôi. Rồi nha mấy chị nha, Chanel. Chanel để em coi thử mấy chị. Cái này đế cao 4 phân. Cái này loại mắc tiền nha. Cái đôi này mấy hôm em đã bán sale mấy chị mà 220.000 rồi là mấy chị biết ha. Em đã bán ra là 220.000 rồi nha mấy chị nha. Em đã bán ra 220 á. Phun vậy. Ừ. Rồi màu đen nữa nè mấy chị. NY là 97 nha. Nha mấy chị nha. Không có đâu. Hôm nay học bữa trước là khách hỏi là nó không có hàng rồi, ông nó hết hàng rồi. Theo nha mấy chị nha, theo ha. Coi giùm em nè, thấy chưa? Đẹp cũng đẹp, đẹp của kỳ nha mấy chị nha. Màu nào? Màu đen còn size 36, 38, 39, 40. 36, 38, 40. 39, rồi, màu đen 36, 38, 39, 40. Chanel đen 155.000, 36, 38, 39, 40. Nâu. Rồi nhớ mấy chị nha. 36, 37, 38, 40. Màu nâu thì đó, gì có 37. Chị nào có nói 37 này, chị Thùy Ngô cá này. Chanel theo màu nâu 36, 37, 30. 37, 38, 40. Còn màu đen 36, 38 là mỗi size có một đôi luôn nha. Đưa đây. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. Đen còn 36. 36. 38 có một đôi à. 39, 40. Còn nâu thì 36, 37, 38, 40. Mỗi size thì còn 1 đến 2 đôi 155.000 nha mấy chị, chứ không phải 145 chứ ơi, 155.000. Đen này cho chị Hạnh Tiên có này. Nâu 37 cho chị Duyên Hà có này. 40 cho chị Nguyễn Nguyên có này. Nâu 38, nâu 38 cho chị My Kiều có này. Màu nâu nha, 36 37 38 40 ha. Màu đen 36 38 39 40. Nha mấy chị. Nâu 37 và 38 có này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng nâu lấy nâu. Cái này là hàng thêu nha mấy chị nha. Cái này là hàng thêu giùm em. Nha mấy chị nha, hàng thêu nha. Ui, vàng đi cái chân nó im. Im cực kỳ luôn. Đen 38.
Đen 38 cho chị Mai Tuyết Ngô. Đen 38 thì Mai Tuyết Ngô, đây còn đôi đen nữa này. Đây còn đôi 38 này, này. Chị Mai Mai Ngô Thị Tuyết, đen 38 có này. Ủa chờ nào, nâu 37 đen 38 cho chị Hoa Hướng Dương hả? Vậy là đôi này rồi hết nha, tới chị Ngô Tuyết Ngô rồi hết rồi. Vậy là hết, hết đen rồi, cho chị Mai Tuyết Ngô là hết rồi nha. Tới chị Mai Tuyết Ngô là hết này, còn đôi cuối cùng. Đây còn có nữa, có chị Tâm nữa là hết luôn hả? À, màu đen size 36 cho Tâm Nguyễn nữa là hết luôn, hết đen 36 rồi. Còn 39 40 thôi. Nè, màu đen này, màu đen 38 này. Cho chị Mai Ngô Thị Tuyết nè. Rồi Tâm Nguyễn nữa là em hết 36 đen, hết 38 đen. Nha. À, NY xanh 41 chờ nêu nâu 36 cho chị Hà Trần. Đen rồi. À, nâu 38 luôn cho chị Hoa Hướng Dương. Nâu 38 đen 39 cho chị Tuyên Thủy. Còn 36 vẫn còn nha mấy chị nha. Nâu 37 chị nào lấy giùm em ạ. Rồi mấy chị nha. Chờ nêu nâu 37 hả? Đâu lấy đôi đôi đen lên nè. Rồi mấy chị nha. Nâu 36, nâu nâu 36 37 38 40. Nâu 36 37 38 40. Đen thì 36 39 40. Đen 36 39 40 nha mấy chị nha. 155.000 nha mấy chị nha. 155.000. 155.000 mấy chị, ân gì mấy chị nói em lấy luôn nha mọi người nha. Mọi ơi em mắc toilet đó mấy chị à. Ở đây mấy chị biết sao nó, cái kho của người ta không có toilet của người ta nó ở trong cái phòng đó mấy chị. Mình đi mình ngại quá. Rồi, đen này, đen nha, 36 38 40. À 36 39 40 nha mấy chị nha. Đen 36. Rồi mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nào lấy em ạ. Dép cá mập hả? Dép cá mập không còn đôi nào 43 luôn á chị. Cá mập là bây giờ nó đang cháy hàng toàn bộ luôn. Cả Bangkok luôn, không có chỗ nào mà bán dép cá mập đâu mấy chị. Cá mập là bây giờ cả Bangkok luôn, không có ai mà bán cá mập luôn. Bên kho mà nó hết là bên bên ngoài người ta bán cũng không có hàng. Nó chỉ còn mỗi size 40 à. Có chị nào lấy 40 á thì lên giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em. Rồi. Đen chờ neo theo màu đen 36 39 40. Màu 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 nâu 36 37 38 và 40. Rồi nha mấy chị nha. Có đâu chưa? Đó đúng rồi. Đây nè mấy chị. Cái mã này mấy chị nhớ không? Nếu mấy chị nào không nhớ coi lại cái like em hồi tối hôm qua sao? Hôm qua khuya, hôm qua hôm khuya hôm kia gì ạ? Em đi vòng vòng á mấy chị, em like cho mấy chị coi á. Cái đôi này á, là ở ngoài nó đang bán là 220.000 một đôi nha. Bán cho khách du lịch á, là 220.000 một đôi. Nhưng mà tại kho em gom với chị có 155.000. Này, những ai mà xiềng order hàng Thái là sẽ không còn lạ mã này nữa. Rất là êm luôn ha. Cái này nó ghi là Mắc In China nha mấy chị nha. Nơi sản xuất của nó là Mắc In China. Nhưng mà nơi bán hàng của nó là của Thái Lan. Cho nên là mấy chị sẽ thường thấy nó chỉ bán ở bên Thái thôi. Dân đi buôn Thái là sẽ hay có cái mã này. Nha mấy chị, đi buôn Thái là gần như là ai cũng săn mã này. Em á, riêng em là có mấy đôi em mang rồi nha mấy chị nha. Tại vì thích lắm mấy chị, mang họ đã lắm. Nha mấy chị nha, rất là êm chân luôn mà nó đẹp và nó sang cái chân nữa nha mọi người nha. Cái này mấy chị gửi cho em là sandal nâu xịn. Có size 36, 37, 38, 39, 40. 155.000 nha mấy chị nha. Dòng này là nhẹ giùm em ha. Sandal nâu xịn. Mấy hôm em bán với chị là cũng đúng giá 220 nha mọi người nha. Nói xạo mất lọc nha mọi người. Bữa nay còn có 155.000 à. Sandal nâu xịn 36, 37, 38, 39, 40. Những ai mà hay bán hay mua hàng của em á là từ tầm thứ 4 tháng 5 năm ngoái á, thì mấy chị sẽ không còn lạ mã này nữa. Em bán rất là nhiều. Em bán rất là nhiều nha. Nâu xịn 40 cho chị Duyên Hà. Gửi cho em sandal nâu xịn 36, 37, 38, 39, 40. 155.000 nha mấy chị. Sandal nâu xịn 36, 37, 38, 39, 40. 155.000 nha mấy chị. Nâu xịn 36, ok chị Hạnh Tiên luôn. Sandal nâu xịn 36, 37, 38, 39, 40. 155.000 nha mấy chị. Rồi cho chị My Kiều luôn 37 và 39 ha. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha. 155.000 nha mấy chị. Dòng này nó bền và nó nhẹ nha mấy chị nha. Nè, đế cao gần 5 phân nha mấy chị nha. Rất là đẹp và rất là sang chân luôn. Nâng dáng lắm mấy chị. Nâng dáng cực kỳ. Chờ neo theo là 155.000 luôn nha chị nha. Chờ neo theo là 155.000 luôn. Cái này là chờ neo theo là 155.000.
Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Mấy chị thấy được ý ha, em rẻ hơn chỗ khác thường là 50 cho tới 60 ngàn, 70 ngàn một đôi nha mấy chị nha. Thường hay rẻ hơn những người khác á. 50, 60 tới 70 ngàn một đôi. Rồi chị nào lấy sandal nâu xịn lên cho em, sandal nâu xịn 38 cho chị Tiên Thủy luôn. Sandal nâu xịn 36, 37, 38, 39, 40, 155 ngàn. Rất là đẹp nha mọi người nha, sandal nâu xịn 155 ngàn. Rồi chị nào lấy sandal nâu xịn lên giùm em, sandal nâu xịn nha. 36, 38 cho chị Hoa Hướng Dương luôn. Lấy à được cái mã kìa. Ui, kiểm kiểm liền cái mã nai này không? Mã nai này người ta còn hàng không? Đúng rồi. Mã nai. Rồi cho mấy chị sandal nâu xịn 36 37 38 39 40. Cái đôi này nè. Ui. Nó đẹp này mọi người ơi, đúc nguyên chiếc luôn, đúc nguyên chiếc luôn. Nai này có size 40 41 42 43. Nha mấy chị nha, 145 ngàn một đôi. Bữa nay gom sale cho mấy chị còn 85 ngàn, ơ 87 ngàn một đôi chứ. 87 ngàn một đôi thôi, 87 thôi nha mọi người nha. Nè. Nai đúc nha, nai đúc. Trời ơi 87 ngàn mấy chị, trời ơi đổ mồ hôi hột luôn mấy chị. 145 ngàn còn 87 ngàn, 145 ngàn còn 87 ngàn. Áo ngực còn nhận đơn còn chứ, chị cứ lên đơn, chị cứ lên đơn là em lấy mà. Trời ơi em nói thiệt, nhiều khi em qua tới kho đồ lót em không có like mấy chị thôi, chứ còn họ là em đi lấy hàng cho sĩ em liên tục luôn á. Em lấy hàng cho sĩ em miết luôn á, nhiều khi một ngày em phải qua bả hai chập luôn á. Cho nên là chị cứ lấy đi, em lên đơn, chị cứ lên đơn, chị muốn cái mã nào chị cứ lên đơn đi, em lấy đủ cho chị hết nha. Mà đủ những cái hàng mà nó còn sai thôi nha. Siêu nhẹ em, nhẹ cực kỳ. Nhẹ dữ lắm mà em coi này. Đó, thấy chưa? Này, gửi chị em 87 ngàn. Ui mất hồn luôn. Rồi nha mấy chị nha, 87 ngàn hả? 43. Đúng rồi. Rồi nha mấy chị nha. Đó, tính xuống. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy giùm em sandal nâu xịn size 36 cho chị Huỳnh Vinh luôn, dép nai đốt 38 cho chị Duyên Hà luôn. Rất là nhẹ như em, nhẹ cực kỳ luôn ha. Này mấy chị coi em này, thấy không? Bình thường là 145 ngàn mà đây còn 87 ngàn à, rẻ quá trời luôn. Đốt 39, 40, 41, 42, à không 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 chị, 40, 41, 42, 43, không có 39 nha chị nha. 40, 41, 42, 43, em mà coi thử còn hàng của người ta. 40, 41, 42, 43, 40, 41, 42, 43, ô, đẹp quá mấy chị ơi. 87 ngàn à, nha mấy chị nha, 87 ngàn nha mấy chị nha, 87 ngàn à, nha mấy chị nha, nhẹ lắm nha mọi người, nhẹ lắm. Nay 40, 41, 42, 43, vậy là chị Hoa Hướng Dương không có 39 cho nên em bỏ 39 ra nha. 40, 42, 43 thôi cho chị Hoa Hướng Dương thôi. 40, 42, 43. 40, 42, 43. Cái gì trời. 40, 41, 42, 43. 40, ủa em đọc có 39 hả? Em đọc 39 hả mọi người? Sao thấy chị này cũng đọc ghi 39 nè. Không có 39 nha chị Duyên Hà ơi. 40, 41, 42, 43. 87 ngang. Rồi nhớ mấy chị nha, 43 ok chị Phúc Hình luôn. 87 lấy 40, 41, 42 ok chị Mai Ngô Thị Tuyết luôn. Nay 40 cho chị Thúy Phạm luôn. 40, 41, 42, 43 nha mọi người. 40, 41, 42, 43. 40, 41, 42, 43. Chị nào lấy lên giùm em ha. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. 40, 41, 42, 43 nha mọi người. 40, 41, 42, 43. Rồi nha mấy chị nào lấy em. Nay 40, 43, một đôi Chanel theo nâu 39 ok chị Diệp Lê Vi. Nai đen 40 thêm cho chị Mỹ Yên. Nai đen 42 một đôi cho chị Hương Lưu. Rồi 40, 41, 42, 43 à, 40, 41, 42, 43, 87 nha. Rồi nai đúc 40, 41, 42, 43. Chị Hoa Hướng Dương nghĩ là lấy cho chị Hoa Hướng Dương một ri á. Lấy cho chị Hoa Hướng Dương một ri á. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Nai đen nha mấy chị nha. Nai đúc 2 đôi 42 một đôi 43 cho chị Tiên Thi luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. 87 ngàn à, 87 ngàn nha mọi người, các bạn ghen à. Rồi, nai đen nha mấy chị nha, nai đen. Mấy chị em hỏi em cái hoa cúc hả? Cho xin sandal nâu xịn hả em? Nè. Mã này mà em mang lên chân không đẹp thì cho em trả hàng nha. Trời ơi, không phải đơn giản mà người ta bán lần mấy trăm ngàn đâu mấy chị. Cái đôi sandal xịn này nè mấy chị là có size từ 36 cho tới 40. Có người vẫn gom cho mấy chị là 280 ngàn một cái. Cứ lấy. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Sandal nâu xịn 36, 37, 38, 39, 40. 36, 37, 38, 39, 40. Rồi 155 ngàn nha mấy chị. 155 ngàn chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. Mấy chị ghi cho em là sandal đúc nha mấy chị nha.
41 hả? Chị On Trần. Chị On Trần kia giày lười đen mới nãy size 42 nhưng mà giờ đổi lại size 41 kìa. Rồi nha mấy chị nha. Cái này nè mấy chị. Hoa cúc. Hoa cúc êm lắm. Nè. Ha, nó có size là nhưng mà cái này size nó hơi nhỏ nha mấy chị, cho nên mấy chị phải tăng một size giùm em. Hoa cúc màu kem có size là 37, 38, 39, 40. Có 6-7 ngang à. Ví dụ như mấy chị mà mang 36 thì mấy chị gửi cho em là hoa cúc kem size 37. Mang 37 thì gửi cho em là hoa cúc kem size 38, 6-7 ngàn. Hoa cúc đen thì 36, 37 và 39 nha mấy chị nha. Mang 38 thì gửi cho em là hoa cúc đen 39. Mà mang 36 thì gửi cho em hoa cúc đen 37. Mà mang 35 thì gửi cho em hoa cúc đen size 36. Có nghĩa là mình tăng lên một size giùm em. Em đang đọc cái size thật của nó. Cho nên là mấy chị cứ tự động tăng size, em sẽ lấy cái size to nha. Hoa cúc đen 36, 37, 39 nha. Rồi hoa cúc kem là 37, 38, 39, 40 67 ngàn nha mấy chị, êm lắm mọi người ha. Êm lắm luôn nha mấy chị nha. Trời ơi, mang đã lắm mấy chị. Mang đi rồi thoải mái lắm nha mấy chị nha. Thợ 67 ngàn mấy chị ơi. Mang đã lắm, êm lắm mọi người ơi. Có 67 ngàn à. Sandal nâu xịn size 39, ok luôn ạ. À. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Ghi rõ giùm em nha mấy chị nha. Ghi rõ giùm em nha mấy chị. Ghi rõ giùm em cái tên đó ha mọi người. Cái này không phải vòng trầm đâu em, vòng gỗ. Cái này là dây kim tiền. Dây này là dây kim tiền ha. Kim tiền có nghĩa là cái dây dây mình đeo để nó may mắn về con đường tiền bạc cho mình á. Hoa cúc đen 39 cho chị Chanh Dĩa. Hoa cúc đen 38. À hoa cúc hồng, không phải hồng. Hoa cúc kem nha. Kem 37, 38, 39, 40. Nè nè. Lấy cho chị luôn. Rồi màu đen thì 36, 37 và 39. Màu kem thì 37, 38, 39, 40 nha mấy chị nha. Chỉ có giá là 67 ngàn một đôi thôi. 67 ngàn một đôi, chị nào lấy lên em nha. Rồi nha mấy chị nào lấy lên em ha. Cái này là hoa cúc kem nha. Sandal chỉ có cái mã này nè. Nếu mà em chưa gom, em gom thử đi. Cái này nè, em biết size bao nhiêu không? Size, quên, giá của nó là 580 bạc một đôi. 580 bạc một đôi, hàng thương hiệu nha. Kem 37 cho chị Ngọc Tú. Nhớ tăng size nha, nha chị Ngọc Tú. Chị Hoa Hướng Dương là một đen 37 và 39 nè. Đen 39 cho chị Lê Minh nè. Kem 38 cho chị Tâm Lê nè. Chị nhận được hàng rồi, còn được thủy lì gì nữa. À em cảm ơn chị Diệu An nhiều nha. Cảm ơn chị. Cái này là vòng dây kim tiền nha. Người ta đang thỉnh cho mấy chị là 190 ngàn một dây hoặc 180 ngàn một dây. Em thỉnh mấy chị 99 ngàn. Đã xin cho mấy chị cái lọc ha. Để cho mấy chị có cái lọc về con đường tiền bạc nha mấy chị nha. Mấy chị coi này ha. Nha mấy chị nha. Rất là ok luôn á mọi người. Cái này á là mình đeo để kiểu như là kiểu như cái đồng tiền của mình đó mấy chị. Mình đeo để mình hút, kiểu như mình hút lọc á. Ví dụ như mình đeo về phong thủy á mấy chị. Là dây này là dây kim tiền. Cái kiểu như là phong thủy nó hỗ trợ về cái vấn đề tiền bạc cho mình đó mấy chị. Có nghĩa là cái đồng tiền của mình làm nó trụ lại, và cái đồng tiền của mình là mình làm ra nó thì sinh lời cái đồng tiền của mình đó, gọi là cái vòng kim tiền nha mấy chị. Nó chỉ mang ý nghĩa như vậy thôi nha mọi người nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Rồi vậy thì bỏ đường 37 ra cho chị. Rồi mấy chị nha. Cái sandal này 599 bạc, 580 bạc. Bữa nay xả sale còn 79 ngàn. Má ơi muốn dẹp tiệm luôn á trời. Bán thiệt, mấy hôm em bán với chị 220 hay 250 ngàn một đôi. Em nói xạo với chị mất lọc nha. Em bán cho mấy chị là 220, 250 ngàn một đôi á. Em nói xạo mọi người em mất lọc luôn. Sandal xịn, sandal VIP màu hồng 36, 37, 38, 39, 40. Sandal VIP màu hồng 36, 37, 38, 39, 40 79 ngàn. Sandal VIP màu nâu 36, 37, 38, 39, 40 79 ngàn. Sandal VIP màu xám 36, 37, 38, 39, 40 79 ngàn nha mấy chị. Coi cái giá bạc giùm em nè. Cái mã ASO này mấy chị, hàng thương hiệu giùm em nha. Màu xám 36, 37, 38, 39, 40 79 ngàn nha mấy chị nha. Màu nâu 36, 37, 38, 39, 40 79 ngàn. Màu kem, quên, màu hồng 36, 37, 38, 39, 40 79 ngàn nha mấy chị. Dạ ok chị Hoa Hướng Dương này. Áo thủy mặc không có hàng chị ơi. Áo thủy mặc nó có màu đen không à. Màu đen thì còn size 62 cho tới 70kg nha chị nha. 145 ngàn. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Sandal VIP màu hồng nha mấy chị nha. Cái đó là cái tiếp trị nấm á chị Hường Lê. Nó là cái tiếp trị nấm á.
Nó ở trong vườn thuốc tây có nha chị. Rồi nha mấy chị nha. Em chưa xài đó nữa, em cũng không biết nữa. Rồi mấy chị nha, chị nào lại liền em ạ. Gửi giùm em là sandal VIP màu hồng 36 37 38 19 40 79 ngàn. Sandal VIP màu nâu 36 37 38 19 40 79 ngàn. Sandal VIP màu xám 36 37 38 19 40 79 ngàn. Chị em nào lại lên đơn giùm em ha. Sandal VIP nha mấy chị nha, gửi giùm em chữ sandal VIP màu xám ạ, 38 39 40. Màu nâu 36 37 38 19 40. Màu hồng 36 37 38 19 40. 100. À, lộn 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 79 nha. Rồi chị nào lại lên đơn giùm em nha, 79 nha. Rồi cái mã, cái mã ấy đâu, sao nên cái mã, cái mã cá mập đâu, giúp là tím xanh dương xanh lá xanh ngọc như Nhi Phạm ơi, chứ không phải xanh lá nha chị. Cái này là xanh ngọc ha, xanh ngọc nha chị nha, xanh ngọc ha, xanh ngọc rất là đẹp. Giếp là màu xanh ngọc 36 37 38 19 40 luôn nha. Nhớ tăng một size nha, bữa nay giếp là nó tới 40 luôn. Để lấy cái mã này. Rồi mấy chị nha, chị nào lại sandal VIP màu nâu 38 39. Rồi mấy chị nha, về lười nữ có. Rồi mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em nha. À cái túi, cái túi bờ Rada Eno hả? Chị có mẫu không? Chị có mẫu không? Chị có mẫu không? Rồi mấy chị sang nam viết mẫu viết. Từ từ mấy chị ơi, nhiều lắm. Nhiều quá. Này ra cho mấy chuyện nha, cái mã này coi thử rồi hỏi anh ta thử còn sai như giày lười nam nữ mang được không em, giày lười nam riêng nữ riêng chị này, giúp cá sấu mới này, ai hỏi em này. Cá sấu xám nha, cá sấu xám là còn 36 cho tới 40 43. Đọc lùi em cũng biết với chị nha, về lùi đợi em xíu. Cá sấu xám nha với chị nha, còn 36 cho tới 43. Không bê hết. Không bê hết hả? 36 tới 4 mấy? Có sao mới vừa 4 mấy? Bốn ba đúng rồi, số 10 là 43 đó. Dép lào 2 đôi 39 màu đỏ xanh lá, ok chị Tiên Thủy. Đây nha mấy chị nha, cái chép xám này từ 36 cho tới 40, cá sấu nha mấy chị, cá sấu xám từ 31 cho tới 43. Đế chống trơn chống trượt qua cái gắn cút luôn, dòng nhẹ giùm em nha mấy chị nha. Em gom mấy chị giá sale chị coi. Phải bán lại mấy chị, giá sale 75.000 đô, chị nào lấy thì lên đơn. Cá sấu xám từ 36 cho tới 43. Cá sấu xám từ 36 cho tới 43. 75.000. Mấy hôm cái đôi này em bán với chị 125.000 một đôi. Nó xạo mất lọc nha mọi người. Em bán với chị 125.000 một đôi. Em nói xạo với chị mất lọc. Rồi mấy chị bữa nay kho sale còn 75.000. Chị nào có lấy lên giùm em nha. Hình như là người ta bán, người ta luôn luôn nó sao. Được hết mã nó ra rồi sao. Màu đen. Giếp là trắng 40, ok chị. Cá sấu xám họ 37 39 40. Nữ thì đúng size nam. Ôi, nữ, nam thì đúng size, nữ tuột lại size giùm em nha. Sandal 39 Bình Lê là sandal ủa sandal gì vậy? Bình Lê lên mã nha. Bình Lê lên mã nha, Bình Lê ơi, cái mã nào vậy? Ra này mấy chị. À, ủa. Xám thì từ 36 cho tới 43, 75.000. Đen là từ 36 cho tới 43, 75.000 luôn. Nha mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị có 75.000, chị em nào lấy lên giùm em cá sấu nha. Cái này là cá sấu nha mấy chị, mới hơn 125.000, bữa nay còn có 75.000 á mấy chị. Chị nào lấy lên đơn nha mọi người. Cá sấu đen. Cá sấu đen và cá sấu xám từ 36 cho tới 73, 75.000. Nữ tuột lại size, nam đúng size. Nữ bình thường mang 40, lấy 39 thôi. Nam 40 thì vẫn lấy 40 giùm em nha mấy chị nha, 75.000.
cá sáu xám nha mấy chị nha, gồm em 3 chống nắng UV. Ok Nhi Phạm. À, chống nắng UV lên đơn đi có lấy, tại vì khách lấy nhiều lắm cho nên vẫn có gom hàng nha. Rồi cá sáu xám 43. Đen 42. Ok chị. Rồi chị nào lấy giùm em cá sáu đen từ 36 cho tới 43, cá sáu xám từ 36 cho tới 43. Nam đúng sai, nữ tụt lại sai. Nha mấy chị nha, nữ mang 39 thì lấy 38 thôi nha mọi người nha. Rồi chị nào lấy cá sáu xám lên giùm em cá sáu xám nha. À, những mấy chị nha, chị có 75.000 thôi nha mọi người, 75.000 thôi nha mấy chị nha, 75.000 chị nào lấy lên đơn nha mọi người nha, 75.000. Rồi đưa tiếp cái ôi mệt quá. Mới này không này. Rồi những mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm chị em ha. Cá sáu đen 41, 42, 43. Ok chị. Rồi nha mọi người ơi. Mệt quá hết ngày. Muốn ăn lộn. Coi thử cái mã này còn sai như vậy. Cái này là dép của hãng Monica nha mấy chị nha, 159 bạc một đôi. Đó mấy chị nha, 159 bạc một đôi. 159 bạc một đôi. Chị hả? À, ông thử có đủ không? Có đủ hàng không? Đó. Cái này ai hỏi em dép cái 6. Có lộn dép chữ H. U là trời. Chữ H nè, chữ H màu đen nó sai là từ 35 cho tới 39 này mọi người ơi. Rất là sang luôn nha. Từ 35 cho tới 39. Em gom với chị đôi này có 125.000 thôi. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy còn em, còn như Mỹ Duyên. Mình có ban chuyện mụn thịt à, hết rồi chị Hà Đặng ơi, cá sấu đen. Ok chị Minh Lê, đơn hàng của chị chưa, sao chưa thấy tới. Nó chốt của chị chưa? Nó chốt của chị rồi là nó đang đi á chị. Ui chữ H màu đen từ 35 cho tới 39 dùm cho em. Mới này ai nói, cái này ai hỏi em cái mã này nè. Em hỏi ông nói hết rồi, bây giờ ông nó có hàng lại rồi, có lấy thì lấy luôn. Cho nên chị em nào lấy lên nha. Chữ H màu đen có size là 35 cho tới 39. Chỉ có giá 125.000. Trời ơi quá đẹp luôn, cực kỳ sang luôn nha mọi người nha, từ 35 cho tới 39. Chữ H màu đen từ 35 cho tới 39, chữ H màu đen từ 35 cho tới 39 125.000 à. Nha mấy chị nha. Màu đen nha mấy chị nha. Tôi hỏi nãy giờ họ, nãy giờ không có hàng. Ông nói mới có nè. Ông hỏi là có bán không thì lấy. Tại vì á mấy chị hỏi, mấy chị thấy em cả đợt em đi Thái này, mấy chị thấy em có bán dép chữ H không? Không có một đôi em bán luôn mọi người. Không có một đôi để em bán luôn, cho nên là mấy chị hỏi là không có hàng đó. Nha mấy chị nha, từ 35 cho tới 39 có 125.000 à. Lào đá có hỏi ông thử có hàng không? Lào đá, dép lào đá. Rồi nha mấy chị nha, chữ H màu xanh. Màu xanh cũng từ không biết màu xanh thì có 35 36 thôi. Chữ H màu xanh 35 36 125.000, màu đen 35 36 và 37 89 125.000. Màu xanh đủ hả? Màu xanh 35 36 và 37 89 luôn. Này mấy chị, con này vui quá, tại vì mấy chị mua cái này dữ lắm. Em hỏi thiệt mấy chị nha, một chuyến em đi Thái em gom cho mấy chị ít nhất là phải trên 500 đôi. Không bao giờ dưới 500 đôi đâu nha mấy chị nha. Bởi vậy cho nên là mấy chị hay hỏi là không có hàng là vậy đó mấy chị. Nó cháy hàng liên tục luôn. Chữ H màu xanh từ 35 cho tới 39. Trời ơi nó sang dở sợ luôn. Chữ H màu đen nó có size từ 35 cho tới 39 nha mấy chị nha. Mấy chị đặt hàng lên size lên giùm em chuẩn size. Chị ơi chuẩn size. Chị mua chị mang size nào chị lấy đúng size đó giùm em. Ví dụ mang 35 lấy 35, mang 36 lấy 36, mang 39 lấy 39 cho em. Chuẩn size nha mấy chị nha, đẹp quá à. Nhưng mấy chị, chữ H màu xanh từ 35 cho tới 39. Chữ H màu đen từ 35 cho tới 39 nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ ha. Sang cực kỳ luôn nha mấy chị. Đơn hàng mấy triệu chốt trước mà chưa nhận được, đơn 300 mấy chốt sau mà chị nhận rồi. Chị chắc đơn hàng 3 triệu mấy là em biết vì sao rồi á. Chị biết sao? Do cái đơn hàng đó là đơn hàng nhiều quá á. Cái nó đưa lên kho. Lên kho nó lấy hàng mà nó bị thiếu á chị, là bắt đầu cái hàng nó bị ngưng cái đơn đó chị lại. Có nghĩa là nó đợi thêm 1-2 ngày mà hàng gì đủ là nó chốt nó đi đơn á chị. Chắc hàng chuẩn bị tới chị Diễm Lê nha. Thông cảm giùm em nha chị nha. Rồi ví dụ như nhiều khi chị 10 món mã họ em gửi gì được, nó chỉ có 8 món hoặc 9 món à.
là nó có đủ hàng, còn một món hai món là phải đợi 1-2 ngày nữa em gom thêm nó mới đủ á. Cái là những trường hợp đó là nó sẽ bị chậm lại 1-2 ngày á chị nha, thông cảm giùm em nha chị nha, chắc nó đi rồi á chị à, chắc còn tới rồi á, thông cảm giùm em nha chị ơi, thông cảm giùm em ha. Màu xanh ok mấy chị, rồi mấy chị nha. Chữ H màu xanh từ 36 cho tới từ 35 cho tới 39, chữ H màu đen từ 35 cho tới 39 nha mọi người nha. Chỉ có giá là 125.000 một đôi, ưng màu nào lên màu đỏ nha mấy chị, ưng màu nào lên màu đỏ giùm chị em ạ. À, đế cao 4 phân nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy xanh lên xanh, lấy đen lên đen giùm em nha mấy chị, lấy xanh lên xanh, lấy đen lên đen giùm em ạ. Nha mấy chị nha, từ 35 cho tới 39 giùm em. Từ 35 cho tới 39 nha mấy chị nha. Có 125.000 à. 125.000 thôi nha mấy chị, 125.000. 125.000 nha mọi người ơi, 125.000. 125.000 nha mấy chị nha, 125.000. Rồi nha mấy chị nha, 125.000, 125.000, 125.000. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn nha mọi người. À giày lười nam hôm nay ai hỏi em á. Giày lười nam nè. 399.000 một đôi, bữa nay em gom sale cho mấy chị còn 145.000. Nhận hàng cái đôi giày hỏng đẹp em cho mấy chị quay đầu hàng nha. Mấy chị coi cái giá lại giùm em cái, 145.000 một đôi. Giày lười nam em có size 39, 40, 41, 42, 43. 155.000. Chữ H mấy chị lên đi, khỏi cần em đọc tên nha. Tại vì hàng người ta mới có, đường nào cũng đủ cho mấy chị à. Chữ H mấy chị cứ lên đơn, chị nào có lên dép chữ H đều có, chị nào có lên dép chữ H đều có, không sót chị nào. Chị nào ân dép chữ H đều lên đơn đều có, chị nào ân dép chữ H đều lên đơn đều có, không sót chị nào. Cho nên là em không có đầu tên tại nhiều quá. Nhiều quá mấy chị, nãy giờ mấy chị lên quá trời luôn. Ui mấy chị lấy quá trời luôn á, cho nên là em không đọc tên nữa nha mấy chị nha. Nhiều lắm, mấy chị lướt nhiều lắm. Rồi, giày lười nam màu đen từ 39, 40, 41, 42, 43. Sọt cái chân vô mang được. Giá của nó là 399.000. Em gom cho mấy chị giá sale tại kho còn 145.000. Nha mấy chị nha. 145.000 rất là đẹp. Nó có màu đen và nó có màu kem. Lấy anh ta lấy anh chị cái size cho nữ luôn này, lấy cho nữ luôn. Rồi mấy chị nha. Từ từ đợi chị xíu nha Diễm My. Nó có màu xanh và nó có màu đen. Mấy chị lưu ý giúp em nè. Này giày lười nam. Ô không có 37 đâu chị. Không có size 37 nha chị nha, không có size 37 đâu. Giày lười nam đẹp lắm nha chị Hoa Hướng Dương. Nếu mà chị bán á, chị đợi ý chị gì chị coi em đi, rất là đẹp luôn. Này, giày lười nam màu xanh từ 39, 40, 41, 42, 43, 145.000. Giày lười nam màu đen 39, 40, 41, 42, 43, 145.000. Mấy chị ơi, 145.000. 145.000 nha mấy chị nha, nhận hàng cho kiểm tra hàng trước khi nhận nha mấy chị. Cái đôi này mà mấy chị đi qua Thái mà mấy chị mua dưới 280.000 em tặng thêm cho mấy chị 10 đôi nữa. Nếu mấy chị đi qua Thái mấy chị mua lẻ nha. Mà mấy chị mua được 200 dưới 280.000 em tặng mấy chị thêm 10 đôi nữa. Trời ơi mấy chị ơi, bên Thái mà mấy chị đi du lịch đó, mấy chị trừ khi mấy chị gom tại kho, mà mấy chị gom tại kho là mấy chị phải chi tiền rất là nhiều, là bởi vì mình mua hàng nhiều của người ta thì mấy chị mới mua vô trong kho người ta mấy chị mới mua được. Chứ còn không là đa phần ai cũng gom ở ngoài hết á, gom lẻ ở ngoài mấy chị. Mà gom lẻ giá cao lắm mọi người. Ok chị nè. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi mấy chị đặt hàng lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Cứ lên đơn chị em là có nha mọi người nha. Giày lười nam màu đen ok chị. Nó có hai màu, màu đen và màu xanh. Ưng xanh lấy xanh, ưng đen lên đen giùm em nha mọi người nha. 100 không có chị ơi, bộ em mặc không có. Có cái áo mà, cái áo mà em có màu đen. Màu đen thì 145.000. À cái này nè. Đây, chờ neo theo màu nâu có size 36, 37, 38 và 40. Chờ neo nâu 36, 37, 38, 40. Chị đang sale, gom sale còn 155.000. Màu đen còn size 36, 39, 40, 155.000 em. Giày lười nam xanh, ghi chữ nam vô giùm em nha mấy chị. Giày lười nam, mấy chị ghi cho em giày lười nam màu xanh hoặc màu đen 145.000 một đôi. Nó có nữ nữa, dúng y chang luôn, để mấy chị mặc cặp nha. Chờ neo theo màu nâu có size 36, 37, 38, 40. Chờ neo theo màu đen 36, 36, 39, 40, 155.000. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi nè mấy chị, giày này á, nó có nữ và có nam luôn. Nữ này, em cho mấy chị coi nữ này.
mang cái chân là không đẹp là không lấy tiền nha mọi người, mang cái chân lên là không đẹp là không lấy tiền nha mấy chị nha, coi giùm em này, mang cái chân lên không đẹp là không lấy tiền luôn, rất là sang luôn mấy chị, mà cũng có 145.000, cũng chỉ có 145.000 thôi, cho nên là mọi người đã lấy lên đơn nha mấy chị nha. Nó ôi nó sang chưa, 145.000. Cái này là cho nữ nha, cái này là cho nam đó, thấy chưa, ưng nam lên nữ rồi. Gửi cho em là giày mã S, giày mã S màu xanh từ 36 cho tới 40, 145.000. Giày lười cho nam màu xanh, 3943 cho nam, cho chị Diễm Lê Hồng. Dạ ok chị nè, nữ đẹp không, quá trời đẹp luôn, sang không mấy chị, mang sang mà nó im ru luôn nha mấy chị nha, mang đi mà mấy chị đi leo núi nữa là mấy chị cũng không sợ bị đau chân luôn nha mọi người nha. Màu xanh cho nữ từ 36 cho tới 40. Màu xanh cho nam từ 39 cho tới 43. Mấy chị phải nhớ ghi nam hoặc nữ cho đỡ nó, mấy chị ghi hả, ví dụ như xanh 39 đi. Cái nó không biết nam hay nữ, tại vì cái form của nam nó riêng và cái form của nữ nó riêng nha mấy chị nha, hai cái form khác nhau nha mọi người nha. Cái form của nam á là nam mang mới đẹp, mà cái form của nữ là nữ mang mới đẹp nha mọi người. Cho nên là mấy chị lưu ý giùm em ha. Đúng sai chị không có trật phát nào nha chị nha, đúng sai giùm em đừng có đôn sai nha mọi người, giày này mấy chị đừng đôn sai nha. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi nó có màu đen nữa nè mấy chị, cái đó mà màu xanh rồi đúng không, bây giờ là màu đen nữa nè, màu đen nữa nè. Cái chân là cái chân 39, lấy sao mà sống thùng sao vô đó là khác. Màu đen nữa nha mấy chị nha, màu đen á thì có size là cũng vậy, nữ thì 36 cho tới 40, còn nam á thì từ 40. Giày nam mang êm lắm, cảm ơn chị Hình Thu Nga nhiều nha, cảm ơn chị nè. Em nói thiệt mấy chị luôn, 145.000 á, mấy chị nhận hàng mấy chị cảm nhận câu đầu tiên mấy chị mang vô chân mấy chị buộc đẹp mà rẻ he. Cái cảm nhận của mấy chị là đẹp mà rẻ he. Đó mấy chị nha, thiệt sự mấy chị có 145.000 à. Em mà bán muốn lời nhiều em bán mấy chị 220.000 như người ta rồi mấy chị, chứ không phải bán mấy chị 145.000 như vậy đâu nha mọi người nha. Em bán mấy chị có 145.000, cái kiểu như là không phải mình dựa vô cái mã đó nó đẹp mà mình bán giá cao. Tôi cái tập của tôi bán hàng là như thế này nè, hãy mà đắt tôi bán đắt, mà rẻ là tôi bán rẻ. Ví dụ người ta giảm cho tôi 1.000 tôi giảm lại với bà 1.000 à, mà người ta tăng tôi lên 10.000 tôi phải tăng lên với bà 10.000 vậy đó. Nên mấy chị chứ không phải là dựa theo cái mẫu nó là đẹp cái mình đôn cái giá nó thiệt cao lên rồi bán cao, không phải vậy à. Rồi dây lùi màu đen này cho nữ mấy chị nha, dây lùi màu đen cho nữ này quá đẹp luôn đó, màu đen cho nam này mấy chị thấy không đó, nam từ 39 cho tới 43, nữ từ 36 cho tới 40 nha mấy chị nha, có 145.000 à mọi người. Xếp túi thơm quần áo hả chị, túi thơm quần áo hả. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm em ạ. Đen cho nữ nha, đen cho nam. Ưng nam lấy nam, ưng nữ lấy nữ giùm chị em nha. Nữ từ 36 cho tới 40, nam từ 39 cho tới 43. Rồi xanh, nữ từ 36 cho tới 40, xanh cho nam từ 30 từ 39 cho tới 43 nha mấy chị nha. Nữ mấy chị nhớ ghi nữ hay nam giùm em nha. Rồi, là hai màu đó, còn cái màu hồng này là chỉ cho nữ thôi. Màu hồng này nè mấy chị nè, về lười nữ màu hồng nha, rất là đẹp luôn, em mang cho mấy chị coi, chị nào thích màu hồng lấy màu hồng nha, màu hồng đẹp lắm, nó không có cho nam nha, thấy chưa, rất là sang luôn. Màu hồng nha mấy chị nha, màu đen ok mấy chị, dây lười mấy chị lên đơn cho em là có nha, mấy chị lên đơn không cần em đọc tên đâu, lên đơn là có. Rồi màu hồng cho nữ từ 36 cho tới 40 luôn, màu hồng cho nữ từ 36 cho tới 40 luôn. Rồi màu xám cho nữ từ 36 cho tới 40 luôn, xám đẹp mà không có nam nha, xám chị cho nữ rồi mấy chị, không có cho nam. Cái mã này nam mặc cũng đẹp mà sao nó không có ra nam, nó chỉ có ra màu đen với màu xanh cho nam thôi nha mọi người. Rồi màu xám cho nữ này cũng từ 36, túi thơm quần áo ok ạ. Rồi màu xám cũng từ 36 cho tới 40 luôn nha mấy chị nha, cho nữ ha. Rồi mấy chị nha, màu kem cũng vậy luôn, từ 36 cho tới 40, màu kem cũng từ 36 cho tới 40 nha, cho nữ thôi ạ. Nha mấy chị, S hồng 36 ok chị luôn. Đó, đây, màu hồng, màu kem cũng từ 36 cho tới 40. Màu kem từ 36 cho tới 40. Rồi nha mấy chị nha, ưng màu nào lên cho em màu đó. Màu kem từ 36 cho tới 40 này. Màu xám từ 36 cho tới 40 này. Màu hồng từ 36 cho tới 40 này. Rồi nha mấy chị nha. Màu xanh cho nữ là từ 36 cho tới 40. Màu xanh cho nam cũng từ 36 cho tới 40 luôn. Gì trời, màu đen cho nữ cũng từ 36 cho tới 40 luôn. Rồi. Rồi mấy chị nào ưng lên giùm em nha, chị nào ưng lên giùm em ha.
chị nó ưng lên nha mấy chị nha, chị nó ưng lên đơn nha mấy chị nha, từ 36 cho tới 40. Cái dép mà chữ hồng này nè đẹp nè, thấy không, em bán mấy chị 125.000 một đôi, em nói xạo mất lọc luôn. Bữa nay em gom sale cho mấy chị còn có 67 rồi không, 67.000 một đôi rồi mấy chị. Mấy chị gửi chị em là dép mã 1 36 37 38 39 40 nha, 36 37 38 39 40, chỉ có 67.000 à. Đó, đế cao 4 phân luôn nha mấy chị, rất là hot của Thái luôn nha mấy chị nha, chỉ có 67.000 à. Chị nào lấy gửi chị em là dép mã 1 màu hồng 36 37 38 39 40 ha, 36 37 38 39 40, gầy lười nữ màu xanh 36 40, ok chị. Rồi màu đen thì chỉ còn 40 thôi nha mấy chị. Dép mã 1 màu đen chỉ còn size 40 thôi. Dép mã 1 màu hồng 36 37 38 39 40 luôn. Dép mã 1. Đâu mất rồi, dép mã 1. Dép mã 1. Màu trắng thôi. Màu kem nữa. Rồi mấy chị nha. Thâm nách chị có mà, thâm nách chị có, em lấy lên đơn ha. Thâm nách chị có nha, thâm nách chị đang gom còn có 89.000 một hũ thôi nha em. Nè, màu kem nè. Chanel theo màu đen 38. Chanel theo 38 còn gì ta? Hết nha chị gái họ Hoàn. Màu nâu á thì còn, màu nâu là 36 37 38 và 40, còn màu đen á là 36 39 40. Đi o chữ nhỏ màu đen 37 hết nha Tấn Lộc. Hết nha chị. Sau cái đi o màu đen bị chữ nhỏ hồi nãy rồi. Nè, mã 1 màu trắng, mã 1 màu kem chứ, size 40. Mã 1 màu đen size 40. Đó ha. Trời ơi cái form đẹp quá trời luôn mà chỉ có 67.000 à mấy chị. Màu hồng 36 37 38 39 40 67.000 luôn. Màu kem chỉ có 40. Màu hồng 36 37 38 39 40 67.000. Màu đen chỉ có 40 thôi. Nha mấy chị nha, dép chữ H màu nâu 38. Màu đen chứ chị. Dép chữ H em có màu đen với màu xanh mà. Nè, màu đen với màu xanh nha, thủ thăm nắp ok chị. Dồn đơn nha. Đây nè chị, màu đen và màu xanh nha. Rồi chị nào lấy gửi chị em dép mã 1, dép mã 1 nha mấy chị nha, kèm màu kèm size, dép mã 1 kèm màu kèm size giùm em. Dép mã 1 kèm màu kèm size nha mấy chị nha. Dép mã 1 kèm màu kèm size, chị nào lấy lên đơn ha. Ghi dép mã 1, dép mã 1 nha mấy chị, kèm màu kèm size, kèm màu kèm size, chị nào lấy lên đơn giùm em. Cái gì nữa? Nhiều vân rồi ta. Dior chữ nhỏ là 37 không có rồi. Cái chị nào mà chưa biết cái mã Dior này, họ kho nó đang sale mấy chị gom chứ không uổng lắm nha mọi người. Dior mấy chị. Cái mã viết Dior hồi nãy mấy chị lấy 100.000 luôn. Nhưng mà bây giờ nó muốn hết size rồi. Rồi nha mấy chị, như chị nào lấy đi. Đó má ơi, ủa má ơi, lấy cái khác đi. Chanel. Rồi nha mấy chị nha. Ok chị, Chanel màu trắng có size 35 36 35 36 38 39. 99.000. Hú hồn. Chanel ha, Chanel 35 36 35 36 38 39 9.000. 99.000, Chanel trắng, ghi cho em Chanel trắng nha. Chanel trắng 35 36 ha, có 99.000 à. Chị nào chưa biết kho nó đang sale mã này, mấy chị gom đi uống á. Nhưng mấy chị nha, rất là đẹp. Mấy hôm em gom mấy chị cũng 125.000 chứ không phải giá 99 đâu. Chị nào lấy thì gửi chị em ha. Chanel trắng 35 36 38 39 99.000. Chanel trắng nha, 35 36 38 39 99.000. Chanel trắng 35 36 38 39 99.000. Chanel trắng 35 36 38 39 99.000. Chị nào lấy giùm em ạ. Về lười đen nữ 38 ok chị. Rồi nha mấy chị nha, 99.000 à. Đẹp mà rẻ nữa nha mấy chị. Màu đen nữa mà. Màu đen thì còn size màu đen còn size 35 36 và 39 thôi. Chị mấy chị nha, màu đen 35 36 và 39 thôi nha mọi người. Nè mấy chị, màu đen này 35 36 và 39. Chị nào ưng Chanel đen lên cho em Chanel đen 35 36 và 39 99.000 luôn. Chanel trắng 35 36 38 39 99.000. Chanel đen 35 36 và 39 99.000. Rồi, nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. 99.000. Vừa rẻ lại vừa đẹp nha mấy chị nha.
Đây nha mấy chị nha, 35, 36. Đây, chị nào lấy lên đơn nha mấy chị. Kem còn 36, 39. Kem còn 36, 39 rồi nè. Trời ơi, mấy chị thấy không? Mới nãy có được gần 3, 4 size, bây giờ còn có 2 size. Nè, Dior mã 2 màu kem. Đế có gắn cúc luôn. Dior mã 2 màu kem 36 và 39, 99 nè. Chờ neo trắng size 39 cho chị Duyên My. Dép mã 137 hồng cho chị Hình Nga. Trắng 39. Trắng 39. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mọi người. Dior mã 1 màu kem 36 và 39 qua cái gắn cúc luôn, đế cao 4 phân 99 ngàn. Mắc hồn chưa? Mắc hồn chưa mọi người? 89 79 rồi. Dior màu đen còn size 38 39 nha mấy chị nha. Dép mã 1 rồi cho mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ha. Dior mã 1 mã 2 chứ, Dior mã 2 màu đen 38 39. Dior kem mã 2 còn 36 39, 99.000 luôn nha mấy chị nha. Mới nãy còn được 4 size mấy chị. Mới like con phát mấy chị hốt sạch sẽ luôn. Tại mấy cái này là có giá sẵn rồi, bữa giờ em gom mấy chị 145.000. Mã này bữa em gom mấy chị 145 á. Bữa nay còn cái 99 này cho nên là mấy chị lấy rất là nhiều ha. Rồi nha. Dior kem mã 2 còn size 36 và 39. Dior mã 2 màu đen còn 38 và 39, 99.000 ha. Còn ra 89, 99.000. Mã 1 kem 36 cho chị Nguyễn Cẩm Hồng. Chờ neo đen 36 cho chị Tấn Lộc. Chờ neo đen 36 nè, 36 đen cho chị Tấn Lộc nè. Dior kem mã 1 36 cho chị Nguyễn Cẩm Hồng. Dior mã 2 màu đen 38, 39 cho chị Hoa Hướng Dương. Rồi nha mấy chị nha. Dior đi chờ neo đen 36 cho Hương Ôm. 36 cái này 39 nè. Này 39 luôn. Có ít nha mấy chị, 36 nè. Nè, 36 nè. Rồi Hương Ôm Dior mã 2 màu kem 39 dùng đơn cho chị Duyên My luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại rẻ quá trời luôn. Chị em nào lấy lên nha mấy chị nha. Rẻ quá trời rẻ luôn mấy chị. Cái này kho sale mấy chị ơi, kho sale quá. Rồi nha mấy chị nha, Dior, chị nào lấy Dior lên chị em Dior ha. Dior đen và Dior kem giùm em nha mấy chị nha. Kem 36 và 39. Dior kem 36 và 9 cho chị Thu Hương Hương Du à. Còn đen nữa mấy chị. Dior kem này, đen này, đen thì còn size 39, 38 39 thôi. Đế cao 4 phân, mang nó rất là sang cái chân nha mọi người nha, rất là sang cái chân. Cái mã này mang lên sang chân á. Dior đen 38 cho chị Thủy Nguyễn. Rất là sang nha mọi người nha. Đế nó cao mấy chị, nó nâng dáng nâng form mình nha. Không có nha Tấn Lộc. Dior đen 38 cho chị Thủy Nguyễn. Rồi nha mấy chị nha, đen thì em có size 38, 38 và 38 và 39 thôi. Rồi mấy chị nha, Dior kem có size 38 và 39 ạ. Ha. Rồi mấy chị, còn đen thì có size 38 và 39 này, còn kem thì còn size 36 và 39 thôi. Còn cái tiền mấy chị nha. Không nhầm size rồi sao? À, chỉ là không có lấy, Tấn Lộc bỏ ra, không có lấy size 36. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ha. Đẹp quá. Rồi nha mọi người. Dior đen 38 cho chị Ly Xuân luôn. Rồi nha mấy chị nha. Sao người ta hỏi người ta bán hết size 37 rồi ta. Size 37 lúc nào cũng hết hàng anh em mấy chị nha. Bởi vì kho nó hay hết cho nên em cũng hay gom cho mấy chị, nó cũng hết hàng. Rồi chị em nào lấy lên đơn nha mọi người nha. Có 99.000 à. Rẻ mọi người. Rất là rẻ luôn. Chị nào lấy lên giùm em ha. À, cái mã chờ neo đế cao này 5 phân. Chờ neo đế cao 5 phân. Chờ neo đế cao 5 phân. Đẹp xuất sắc. Chờ neo đế cao 5 phân nha. Chờ neo đế cao 5 phân dùm cho em. Đôi này 145.000. 5 phân, cái kia 4 phân, cái này 5 phân ha. Chờ neo đế cao. Ok Kim Anh này. Giúp Hoa nãy giờ like hoài luôn, Danh Thành like chục lần rồi á.
chờ neo đế cao 5 phân 145.000, chờ neo đế cao 5 phân 145.000, từ 36 cho tới 39 dùm cho em. Đẹp sức cái sách luôn nha mấy chị, sức cái sách luôn nha mấy chị nha. Chờ neo đế cao 5 phân, chờ neo đế cao 5 phân nha mấy chị nha. 37 cho chị Tấn Lộc 145.000. Có mấy đôi thôi nha mọi người. Chờ neo đế cao nha, 5 phân 145.000 nha. Nha em, 145.000 cho đỡ lộn giá cái tao xỉu ngang luôn á. Chờ neo đế cao đen 5 phân 145.000, 37. Có mấy đôi thôi nha mấy chị nha. Ui cái mã này ra là hết, mã này ra là hết. Phải hỏi ổng thử một kem còn sai như vậy. Hỏi ổng thử màu kem còn sai như vậy. Màu kem hình như còn sai 36, 39 là sao? Đi o là 99.000 nha Kim Anh. Rồi mấy chị nha. Chờ neo đế cao 5 phân, mấy chị phải ghi cho em là chờ neo đế cao 5 phân nha mấy chị. Chờ neo đế cao 5 phân màu đen là có size từ 36 cho tới 39 nha. Rồi mấy chị nha. Coi cái của Duyên My kia nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm cho em ha. Coi. Của Duyên My kìa. Ô kem có mấy đôi thôi nha mấy chị, kem có thử con được size bao nhiêu nhỉ? Đen thì hình như có đủ size á, mà một size còn có hai đôi, một đôi à. Còn kem á, kem có thử còn size nhiêu? Kem hình như là 36 với 39 nè, 35 hả? Ủa có 35 nè. À 36 chứ, 36 với 39 nè. Màu đen nè, nó đó 35. Ồ, cái màu đen có 35 không? Coi thử màu đó. Đen có 35 không? Màu đen từ 35 cho tới 39 luôn. Nha mấy chị nha. 35 36 37 39. Màu kem là 35 36 37 39 hả? Màu kem 35 36 37 39. Màu đen 35 36 37 38 39. Nha mấy chị nha, quá đẹp luôn, đế cao 5 phân 145.000. Chị KK Thái em ghi rồi. Rồi mấy chị nha, có nha Kim Anh. Rồi nha mấy chị. Ok chị Tuyên Thủy luôn, chờ neo đế cao 5 phân 145.000. Rồi mấy chị, cái này là 145.000 này chị. Sốt cách sắc. Chị coi này, gắn cúc nè, gắn cúc nè. Cái quai nó xuyên xuống đây này. Chị coi em nè, đế trống trơn luôn dùm cho em. Sang cái chung giả mang luôn, 145.000. Kem 35, 36, 37, 39 ha. Đen 35, 36, 37, 38, 39 145.000. Nha mấy chị, 145.000. Trắng size 39, chờ neo. Ok chị Mỹ Tiên, 5 phân, ghi chữ 5 phân vô. Ủa 5 phân đúng không chị Mỹ Tiên? À, chị Mỹ Yên 5 phân đúng không? Mấy chị phải gửi cho em 5 phân nha. Chờ neo kem 36, 37, 35, 36, 37, 39 145.000. Màu đen 35, 36, 37, 38, 39, 40 145.000. Chị Mỹ Tiên là loại 145.000. Chị Mỹ Tiên là loại 145.000. Chị nào lấy lên giùm em ha. Nha mấy chị nha. Rồi nha mọi người ơi, chị nào lấy giùm em. Chữ H họ đợi xíu, chữ H người ta mới có hàng luôn. Chữ H là 125.000 nha, mới có hàng luôn. Chữ H người ta mới có luôn. Rồi cái này là chờ neo nha, cái này 5 phân nha mọi người, cái này 5 phân nha. Cao hơn. Đúng mấy chị. Mà mang lên chân nó sang dở sợ luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy nó giùm em ạ. Cái màu kem cũng đẹp ha. Rồi nha mấy chị nha, chữ H luôn mấy người. Chữ H màu đen nè chị. Chữ H màu đen nè. Chữ H màu đen có size từ 35 cho tới 39 125.000. Chữ H màu xanh. Nó có hai màu nha, chữ H màu đen, chữ H màu xanh. Chữ H màu xanh đâu mất rồi. Đây chữ H màu xanh từ 35 cho tới 39 của 125.000. Chữ H màu đen từ 35 cho tới 39, chữ H màu xanh từ 35 cho tới 39 125.000. Chị nào ưng màu xanh lên màu xanh, chị nào ưng màu đen lên giùm em màu đen nha. Chữ H chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị, chữ H chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Màu đen từ 35 cho tới 39, màu xanh từ 35 cho tới 39 100 mà. Mệt bổ mấy chị. 145.000 nha mấy chị, 145.000. Chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn nha mọi người nha. Chữ H nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Màu nâu à. Có màu nâu nữa nè mấy chị. Đây. Chữ H 5 phân màu nâu có thử sai nhiêu? Từ 35 cho tới 39 đọc lùi á. Mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chữ H hả? 35, 37, 39. Coi thử có 38 không? 35, có 36 không? 35, 37, 39. 35, 37, 39. Chữ H màu nâu 35, 36, 37, 39. Chữ H màu nâu 35, 36, 37, 39 nha. 5 phân nhất cái nát luôn, 145.000. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha.
chữ H màu đen. Ok chị, cái này mấy chị gửi cho em channel chứ, channel màu nâu 35363739, channel màu nâu 35363739 145.000. Rồi nha mấy chị nha, ưng nâu lấy nâu. Nhưng mấy chị ưng đen lấy đen, đen thì còn đủ size. Kem á thì cũng hết 38, nâu cũng hết 38. Rồi nha mấy chị nha. Rồi thôi em xuống like nha mấy chị, em xuống like nha mọi người ơi. Em xuống like nha mấy chị nha. Mệt mấy chị ơi, nín đá nãy giờ luôn mọi người. Rồi mấy chị chữ H màu xanh size 36 cho chị Hương ôn luôn, có 125.000 à. Nha mấy chị 125.000 à. Chờ nêu thêu màu nâu 36 cho chị Ngân Trần, thêu nha, thêu là 155.000. Ngân Trần là chờ nêu thêu màu nâu size 36 155.000. Rồi thôi mấy chị có lấy gì nữa mọi người, em xuống like nha. Chờ nêu 5 phân màu nâu 37 cho chị Hoa Hướng Dương. Nâu 37. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mọi người. Giày kim sa, giày kim sa 35 cho tới 40 115.000. Giày quốc dân của Thái nha mấy chị. Giày USA, USA cũng từ 35 cho tới 40 cũng 115.000. Nha mấy chị nha, USA. USA cũng từ 35 cho tới 40 115.000. Kim sa từ 35 cho tới từ 35 cho tới 40, muốn tí đá quần luôn á. Rồi mấy chị nha, màu kim sa màu đen từ 35 cho tới 40, USA từ 35 cho tới 40 115.000 mấy chị nha. Chị nào lấy lên cho chị ha. Rồi mấy chị nha, thôi em xuống like nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Tối em like nữa nha mấy chị, tối em like mỹ phẩm gì đó, nói chung là tối em like nữa. Rồi nha mấy chị nha, bye bye. Cảm ơn mấy chị nhiều. Bye bye. Cảm ơn mọi người nha. Đặt cái gì thêm mấy chị inbox nhắn giùm em nha.